Lời đầu tiên, mình xin chào mừng tất cả các vị khách mời, các anh chị em nghệ sĩ và các bạn khán giả đã có mặt tại buổi tọa đàm hip hop đầu tiên tại Việt Nam do Viện Hip Hop tổ chức. Số đầu tiên với tiêu đề Hướng đi nào cho Newbie ngày hôm nay. Mình xin thay mặt Viện Hip Hop cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây vào một ngày khá là mưa gió như thế này. Sự có mặt của các bạn là nguồn động lực to lớn cho chúng mình. Đồng thời mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nhà tài trợ đã đồng hành cùng dự án là Authority, Thế Giới Gear, Sunday 420, Trạm Tabo và Dream DC. Mọi người dành cho họ một tràng vỗ tay. Thì như mọi người cũng đã biết, đây là cái chương trình tọa đàm với cái chủ đề hip hop đầu tiên tại Việt Nam. Thì tại sao tụi mình lại tổ chức những cái buổi tọa đàm như thế này? Thì trong suốt một cái khoảng thời gian dài mà tụi mình hoạt động sâu trong cộng đồng, tụi mình đã nhận thấy là cái nền tảng về kiến thức, về văn hóa của chúng ta vẫn chưa được vững vàng, vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta phải học hỏi và cập nhật một cách đúng đắn. Và trong thời buổi Internet này thì các bạn cũng biết, rất là khó để có thể tìm được những cái nguồn thông tin nó uy tín, cũng như là rất khó có cơ hội để giao lưu, trao đổi trực tiếp với nhau. Bên cạnh đó thì Rap Việt cũng đang trong một cái giai đoạn chuyển mình rất là lớn, đang bước sang giai đoạn thương mại hóa. Nếu như chúng ta không cập nhật và định hướng rõ ràng cho bản thân và định hướng chính xác thì rất có thể là chúng ta sẽ bị bỏ lại, và tệ hơn nữa thì chúng ta có thể sẽ bị bòn rút bởi những thế lực ở bên ngoài cộng đồng. Thì vì vậy chúng mình muốn tổ chức những buổi tọa đàm như thế này để chúng ta có cơ hội học hỏi và định hướng cho bản thân tốt hơn. Về nội dung chính của buổi tọa đàm ngày hôm nay thì như các bạn cũng đã thấy là Hướng đi nào cho Newbie, chúng ta sẽ tập trung trao đổi những kinh nghiệm, những kiến thức dành cho các bạn newbie về âm nhạc, về văn hóa, về cách định hướng cho bản thân, về các cái quy trình sản xuất, phát hành âm nhạc, vân vân. Với các khách mời có mặt ngày hôm nay là anh Minh Lai đến từ Underhood. Anh Đà Vy đến từ Infamous. Anh Thanh Duy đến từ Dream DC. Và anh Gonzo đến từ Rapper. Thì trong buổi tọa đàm ngày hôm nay chúng ta sẽ trải qua những cái phần chính là trao đổi thông qua những câu hỏi của ban tổ chức và tới phần khán giả đặt câu hỏi cho các khách mời, và cuối cùng là phần giao lưu văn nghệ bất ngờ. Thì tới phần đó thì các bạn cứ chờ đợi xem nha. Trước khi mà buổi tọa đàm bắt đầu thì mình cũng có một cái số lưu ý như thế này. Đó là những cái gì mà những khách mời ở đây sắp chia sẻ với các bạn không phải là sự định hướng, mà là những kinh nghiệm, những kiến thức để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có quyền chọn lọc những kiến thức nào mà phù hợp với hoàn cảnh, với tư duy và kinh nghiệm nó phù hợp với các bạn. Thì thôi, bây giờ không cần phải để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính. Để mở đầu cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì em muốn bắt đầu với một cái câu hỏi nó chung chung để chúng ta khởi động. Đó là cảm nhận của mọi người về Rap Việt ở thời điểm hiện tại. Thì em xin mời anh Minh Lai trước. Anh có thể nêu bất cứ cái cảm nhận nào của mình về Rap Việt hiện tại cũng được. Cá nhân mình thì mình thấy là hip hop và nhạc rap đang rất là phát triển ở Việt Nam. Là một cái ưu điểm của nó là số lượng rất là nhiều. Theo mình nó vẫn là một cái ưu điểm. Mình sẽ không nói về chất lượng đây, thì mình nghĩ là trong tương lai 5 năm, 10 năm nữa thì mọi thứ nó sẽ phát triển rất là nhiều hơn nữa. Thì cái đó là cái mình đang thấy và mình mong sẽ như vậy. Còn anh Derby thì như thế nào? Xin chào mọi người, mình là Derby. Thì mình nghĩ là tất cả những người đang đứng ở đây thôi, và cả các bạn nữa, chúng ta sẽ không có một cái nào là câu trả lời chung cho cái câu hỏi là đánh giá về tình hình của Rap Việt như thế nào. Tại vì mình cũng hay nói bộ mặt của Rap Việt không phải là một rapper nữa, không phải là tôi, không phải là Gonzo, không phải là mình Lai, và là tất cả các bạn, mỗi một người khi
trong cộng đồng này, mọi người là một bộ mặt của cuộc chơi. Coi như lại với câu hỏi chính của em là dưới góc độ của một người cũng đã sinh hoạt trong cộng đồng một khoảng thời gian rồi, thì cá nhân anh thấy khoảng thời gian khi anh vừa mới chập chững bước vào cuộc chơi này thì toàn bộ mọi thứ anh thấy bây giờ nó đều gần như là viễn tưởng. Anh không thể nào ngờ được về mặt cá nhân. Anh cảm thấy là chuyến hành trình của bản thân mình và tất cả những anh em chơi từ thời đó đã có những trải nghiệm rất là tuyệt vời với cuộc chơi này. Cảm ơn anh. Xin mời anh Gonzo. Trước hết thì chào tất cả mọi người, rất là cảm ơn mọi người có mặt ở cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Nó rất là ý nghĩa với cả những cái người trong ban tổ chức, người khách mời của mình. Mình nghĩ là sau khi mà ở đây về thì nó cũng sẽ đem lại một ý nghĩa gì đấy cho chính cá nhân các bạn được. Nên là xin một tràng pháo tay. Mình câu giờ thì mình nghĩ thôi, chứ thật ra là đây là một cái câu hỏi nó khá là nói chung và nó khó để mà đưa ra một cái câu trả lời nó thỏa đáng. Mình chỉ thấy là giống như là những cái người mà đang chơi nó thì cái cuộc chơi này nó còn rất là trẻ và nó cần nhiều thời gian hơn để phát triển và trưởng thành. Và cái khoảng thời gian khoảng 2-3 năm vừa rồi ấy, thì thực sự là rất là nhiều sự thay đổi, nó thay đổi một cách chóng mặt luôn. Và cái sự thay đổi đấy nó đem lại cái hiệu ứng tích cực nhiều hơn hay là tiêu cực nhiều hơn thì mình nghĩ là cần thêm thời gian để chúng ta có thể quan sát được. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái tương lai nó là một cái gì đấy nó rất là đáng để mong chờ và sẽ có rất là nhiều thứ thú vị ở trong vài năm tới với cái cuộc chơi này. Và có thể là chính các bạn sẽ là một phần của câu chuyện đó luôn, chúng ta không thể biết được điều đấy. Nên là mình rất là vui tại vì mình đã gắn bó được với cuộc chơi này chắc là khoảng 6 năm có lẽ rồi, và nó cũng giống như kiểu là một thằng bạn của mình. Và trong cái quá trình mà mình đi từ boyhood sang manhood và mình trưởng thành hơn thì cuộc chơi nó cũng trưởng thành hơn của mình, và đến bây giờ thì chúng ta ở đây rồi thì rất là vui nha. Cảm ơn anh Gonzo. Vậy còn về anh Duy thì cảm thấy thế nào? Một founder của GreenVC, một cái local brand cũng đã đồng hành cùng với nhiều tổ chức rap như là Tây Nguyên Sao hay là Bạn Có Tài Mà trong những cái MV của họ, thì cảm nhận của anh về rap Việt ở thời điểm hiện tại như thế nào? À, chào mọi người, giọng Duy nói gì có dễ nghe không? Dễ. Ok, cảm ơn mọi người tới đây ngày hôm nay nha. Thì cái câu hỏi này nó không nằm trong câu hỏi ban tổ chức gửi cho mình chuẩn bị trước. Mình nghĩ là mình đi chơi. Thật sự là mình thấy rap Việt giờ rất là vui. Vui hơn cách đây 5-6 năm nhiều lắm. Và Duy nghĩ cái miêu tả đúng nhất cho rap Việt hiện tại đó là nếu như mà mọi người có ước mơ thì bây giờ Việt Nam đã thành vùng đất để mà ước mơ đó có thể thật sự trở thành hiện thực được. Trước đây có thể là mọi người có ước mơ đi, nhưng mà nó sẽ dễ bị vùi dập. Còn bây giờ thì cái cơ hội nó nhiều và cái sự hỗ trợ nó cũng nhiều, và đàn anh đi trước cũng rất là nhiều, và những đàn anh đó là sẵn sàng dìu mọi người đi tiếp lên. Giống như cách đây 10 năm, 20 năm là thời đại của pop, của ballad, thì bây giờ là thời đại của rap. Và cơ hội thực sự rất là nhiều ngoài kia, mà nếu các bạn dám mơ ước thì các bạn sẽ có thể đạt được một cái thành công trong cái con đường mình chọn. Tiếp theo là phần chia sẻ trải nghiệm cá nhân của các khách mời khi còn là những newbie. Thì câu hỏi đầu tiên trong cái phần này là mọi người đã đến với hip hop như thế nào? Xin mời anh Gonzo. Đến với hip hop thì sao? Ok, nếu mà là hip hop thì mình nghĩ là nó sẽ là khi mình còn bé, mình không nhớ là khoảng bao nhiêu tuổi, nhưng mà mình nghĩ chắc là nó sẽ qua cái phim Bước Nhảy Xì Pin ở trên TV ấy. Thì đấy là có thể nói là những cái tiếp xúc sơ khai nhất của mình với hip hop. Còn đối với rap thì nó sẽ là vào khoảng thời gian mà mình học cấp 1, trong khoảng lớp 3, lớp 4 gì đó. Thì khi đó thì ở gần nhà mình có những cái anh sinh viên, anh ấy ở trọ, anh học vào Đại học Giao thông Vận tải ở ngoài Hà Nội, và các anh ấy ở trọ ở đấy. Và thế là mình hay sang chơi với các anh ấy, thì hôm qua anh bật cho anh cho nghe nhạc của 50 Cent và một cái CD. Mình nhớ là cái đợt đó là anh LK cùng với anh Ưng Đại Vệ có vài bài cùng nhau, thì đấy là những cái tiếp xúc ban đầu của mình với rap. Và mình thấy lúc đấy là cái này thật sự là nó rất là khác so với cả những cái khác của mình nghe.
Bởi vì trước đấy thì mình cũng mình tiếp xúc nhiều với âm nhạc và mình thích nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng mà thật sự rap nó là một cái gì đấy khác. Và càng ngày khi mà càng lớn lên và càng tìm hiểu thì mình càng thích cái thể loại này hơn. Thời điểm ban đầu thì mình là một rock fan, mình thích nhạc rock trước. Và cái cầu nối là tình cờ lại là cái band nhạc mình yêu thích nhất là Linkin Park. Đó là cái sự kết hợp giữa rap và rock với nhau. Và từ đó thì mình cũng dần chuyển sang thích rap, cho đến khi mà cái thời điểm mà mình quay lại nghe rap Việt là nó khoảng năm 2009 gì đó. Thì khi đó thì bắt đầu là Lady Killer bắt đầu xuất hiện rồi và có những cái tác động của họ đến với cả cuộc chơi rồi, thì mình thấy là ok, cũng khá là thú vị đấy. Nhưng mà lúc đấy thì mình vẫn ưu tiên là rap Âu Mỹ hơn. Mình thích Eminem, mình thích Fort Minor, mình thích Jay-Z. Mãi đến khi mà mình học đại học thì bạn mình mới giới thiệu cho mình nghe nhạc của anh em tử tế The Lab và anh DSK. Lúc đấy thì tự nhiên mọi thứ nó hit mình, nó mình nghĩ là ồ, thì ra là cái tiếng Việt này nó có thể chơi cái thể loại này một cách kỳ diệu đến như thế. Thì với tất cả những cái kiến thức về rap của mình thì nó thôi thúc mình là mình cũng muốn thử sáng tác ra, mình cũng muốn thử tạo ra một cái gì đấy của riêng mình. Và đó là khi mà mình bắt đầu thử tự sáng tác qua các thứ thì tính thời điểm đấy đến nay đã khoảng 6 năm rồi. Và cái lý do mà ban đầu mình đến với nó chỉ đơn giản là nó thật sự là một cái, đối với hip hop nhé, thì nó là một cái văn hóa, một cái lối sống và nó rất là đáng để mình muốn học theo và mình muốn có được cái đó ở trong người. Còn đối với rap thì nó cũng gắn liền với tình yêu âm nhạc của mình, và ngoài ra thì đối với mình nó còn là một cái thứ mà giúp mình có thể nói ra suy nghĩ của bản thân, có thể thể hiện bản thân, có thể làm được rất nhiều thứ và bình thường mình không thể làm được. Thì thì đấy là câu chuyện của mình đối với rap hip hop. Hồi nãy mọi người có nghe thầy Nam kể về con đường của thầy Nam, thì trên cái con đường đó có rất là nhiều những người anh em, những người bạn bè, những người đã gọi là gieo duyên cho thầy Nam đến với cuộc chơi này. Thì mỗi người một cuộc chơi thôi, nếu như mà cuộc chơi của thầy Nam có những người anh em, cuộc chơi của mình chắc là nhiều bạn cũng sẽ đồng cảm. Mình chỉ có đi học và về nhà thôi. Thời đi học thì mình ngớ là nerd, mình không có được nhiều, có nhiều bạn, có nhiều những người có thể cho đưa chung nhạc cho mình nghe mỗi ngày, mình chỉ mình với cái máy tính thôi. Đi học về nhà chắc chắn là đối với những ai mà tầm tầm tuổi mình thì những LAV, những một cái tên Jan B, Mr. T, vân 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 vân, mình biết đến rap thì khá là trẻ, trẻ nhất ở trong nhóm mình là nhóm Infamous. Lúc 2015 thì mình bắt đầu nghe nhạc rap nhiều hơn, và mình thấy cái đó cũng là một cái hay của mình. Cái giai đoạn của mình là cái giai đoạn mà những forum nó bắt đầu nó lụi tàn đi, và Facebook bắt đầu lên ngôi như là một cái công cụ để chúng ta truyền bá sản phẩm, cũng như là hình thành cái cộng đồng nhỏ với nhau. Từ cái sau thời forum thì bản chất mình cảm thấy là các bạn là vui, cái đứa mà nớt như mình thì cuộc chơi này thì vui, và cái gì vui thì nó cuốn, đúng không mọi người? Và nó cuốn mình sau 8 năm với cuộc chơi này thì mình ngồi đây. Đó là con đường của mình. Bên lại giờ mình bắt đầu viết rap hay là bắt đầu nghe nhạc rap? Anh bắt đầu với hip hop và nhạc rap như thế nào? Bắt đầu thì mình nghĩ là từ mình hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ là nhà anh, mẹ anh bán mì, với lại bố anh thì mua hai cái cặp loa rất là bự để cho người ta thuê hát karaoke. Hồi xưa California sáu số rồi kiểu. Sau này cái vô tình là cái nhà anh là cái nhà duy nhất trong cái xóm đó là có cái loa gần cái cửa nhất. Thường thường nhà người ta sẽ không có loa, hoặc là ở đâu đó ở trong nhà, tại nhà anh phải để trước cửa. Bảo cửa gặp thì cái xóm anh mấy đứa bạn thì nó mua mấy cái đĩa phong đạn rồi cái kiểu cái bật vô cái miếng đám chạy cái miếng mấy cái miếng cắt thông nó nhảy như trước nhà luôn. Thì anh thì vui mà cứ nhà anh lại tới chơi là anh chơi chung thôi. Cái là nghĩa là từ đó là anh bắt đầu thì đó anh bắt đầu tiếp xúc với nhạc rap. Thì bắt đầu lên cấp 2 nghĩa là lên cấp 2 thì
internet, nhiều ảnh internet nhiều. Thì cái Garrison thì có nhiệt rap là anh nghe, tức là anh xích nhảy smack rap rồi just gì whatever you like, UTI và đó, cái kiểu đó mà nó muốn hiểu gì hết trơn á, mình nhảy Garrison thôi, mình nghe thôi. Xong rồi có một cái ông anh đó, ông kêu là mày đừng nghe nhạc Eminem nữa, nghe để thử Eminem đi hay hơn, 50 Cent cũng giống như thầy Nam. Thì bài đầu tiên mà em nghe là Pim 50 Cent, kêu nghe xong kiểu mà cái beat của 50 Cent thời đó nó hay hơn Eminem nghe nó hơi bị dằn xé quá, chỗ Eminem của 50 Cent nó grooving nó bao xì hơn. Cái xong rồi bắt đầu thấy hay quá, bắt đầu thích, cái bắt đầu mới học, rồi xin mẹ để học tiếng Anh để coi những em nói về cái gì. Xong rồi sau khi anh đã hiểu được cái bài viêm nói về cái gì rồi thì anh kiểu thích, em kiểu ý là mình toàn được giáo dục và những cái thứ tốt đẹp của mình, nhưng mà con lâu có mấy cái tục tiểu, cái kiểu mình sẽ thích cái đó. Cái nào mà đó thì cứ nghe nhạc rap, cứ thích vậy đó. Anh nghĩ là cũng như bao anh em thời đó thôi, cứ có nhạc gì là nghe thôi. Xong rồi lần đầu tiên mà anh viết nhạc rap là nghĩa là lúc đó là tại vì anh thất tình. Đó là anh có học chung với một homie kia là cũng viết rap luôn, mình viết rap chưa, là homie tên là cái tên của homie nó giống như của Thành Đo lúc trước, nhưng mà ba Thành Đo tên là T Hustler. Thì homie nó có cái euro với cái laptop nha, xong cái anh Quang thu thì mình biết tình mà thu thì vậy đó, cứ thu thôi. Xong bắt đầu sau này cũng qua cái Casalam thu đó thì cứ nghĩ là mình thích thôi, mình cứ thu thích xong thu, nhưng mà rất là dở. Xong mà anh cứ cho Thái bắt đầu mình sẽ gặp được nhiều anh em mà mình thì cái ai thích hip hop là mình thích chơi thôi, cứ thành nguyên đám bạn xong rồi đi chơi xong rồi thành lên bây giờ. Mà một mình đâu, lần đầu tiên em viết rap em cũng bị thất tình. Bây giờ thì mình đến với phần tiếp theo là Lưu Huy ở thời điểm này có thuận lợi gì và bất lợi gì so với thời điểm mà mọi người bắt đầu. Mời anh Minh Lan. Lưu Huy ở thời điểm này mình nghĩ là thuận lợi thì rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ các bạn có thể làm một bài nhạc rất là nhanh chóng, tải biên đi vô chỗ nào cũng có thu hết trơn, 300,000, 500,000 mà sẽ có tiền chưa chắc có chỗ thu nha. Đó là thời của anh em mình, trước đó là còn khó nữa không nói. Có chỗ thu, có chỗ làm nhạc, có rất là nhiều group gangster rồi nghiện rap rồi đủ thứ hết trơn. Không, cái này là chia sẻ. Thì rất là dễ để làm một bài nhạc và có được người nghe, được lắng nghe. Còn đó là cái chung. Còn cái khó khăn thì chắc chắn là sẽ rất nhiều. Mình làm cái gì cũng vậy, nếu mà mình đã coi cái này là một con đường của mình, một sự nghiệp của mình coi đó là một cái sự nghiệp tốt, thì mình tập luyện kỹ năng phòng thu, tìm hiểu âm nhạc, tìm hiểu văn hóa, tìm hiểu nội dung. Rồi khi mà bắt đầu có một cái người nghe nhất định rồi, 5 người, 10 người, mình cũng phải cẩn thận hơn những cái mà mình sẽ làm, sẽ nói ra, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến 5 người, 10 người. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người ở trên đây nói cái gì thì biết đâu được về các bạn cũng sẽ làm như vậy. Nếu như mình nói hip hop là bắn nhau, là chém nhau là này kia thì biết đâu được sẽ có người về kiếm ai đi bắn, đúng không? Nhưng mà anh Duy nói hip hop, cái tình hữu hip hop là cho mình chia sẻ gần gũi với đường phố, đó là một cái nội dung hoàn toàn khác, thì mọi người sẽ làm nó khác. Thì đó là cái mà mình thấy là thuận lợi và khó khăn ở thời điểm này cho các bạn. Tại vì cái khó khăn là các bạn phải biết sàng lọc cái gì tốt nhất cho mình, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các bạn nữa. Đó là thời điểm mình thấy như vậy.
làm gia đình. Theo quan điểm của mình thì như hồi nãy mình đã nói rồi, cuộc chơi nữa với mình như là một con game, một game vui. Thì với game thì nó có meta, mỗi thời đều có một meta khác nhau. Những người chơi mới thì luôn luôn họ lợi thế hơn những người chơi cũ rồi, vì tất cả những cái kinh nghiệm, những cái đánh quái ở đâu được tiền nhiều vân vân, những người chơi cũ người ta có người đã đi trước, người ta trải nghiệm, người ta tổng hợp hết rồi. Còn bây giờ các bạn đi sau thì rất sướng. Một sản phẩm âm nhạc của bạn ngày xưa thì anh em của chúng tôi đây tự làm hết cái khâu thu mix, cái khâu đóng gói sản phẩm và đưa đến sản phẩm đến cho bạn, mình cũng rất thô sơ thôi, nhưng mà của mình cũng từng làm hết. Bây giờ thì mọi người như là đã nói là cũng rất là nhiều những cái phương tiện để có thể hỗ trợ các bạn. Tuy nhiên gì có hai mặt của nó, cái việc mà bây giờ rất nhiều cái công cụ hỗ trợ cho các bạn thì nó cũng dẫn tới tình trạng là bây giờ lắm thầy cũng nhiều ma. Có rất nhiều người kia cũng vụ lợi cho các bạn, tôi cũng định là như thế từ niềm đam mê của các bạn. Ngày xưa thời anh em tôi thì chẳng ai lấy qua, bây giờ thì chẳng ai có gì mà lấy, mình thấy mình phải thẳng thắn với nhau như thế. Còn bây giờ thì cuộc chơi nó khác rồi, nó đông đúc hơn, nó có vẻ hào nhoáng hơn, nó và vui hơn. Thì tất cả chúng ta cần bây giờ là sự tỉnh táo, tôi nghĩ vậy. Ngoài nhân dân thì như thế nào? Nếu mà anh trả lời là anh nghĩ giống hai của em thì cũng cười quá đúng không? Nhưng mà thật sự là như thế đấy, thật sự là đúng là bây giờ các bạn khi mà đến với cả rap thì có thể đến với phong cách nó dễ dàng hơn rất là nhiều, cùng với rất là nhiều cái phương tiện, những cái công cụ hỗ trợ, mọi thứ nó đã khác xưa rất là nhiều rồi. Chỉ trong vòng khoảng 5-10 năm thôi thì tất cả mọi thứ nó đều đổi khác. Tuy nhiên thì sao nhỉ, chưa chắc là từng đấy những cái thứ tiện ích, từng đấy những cái thứ nó giúp mình đã là tốt cho mình. Bởi vì mình từng nghe ai đó nói là khổ trước sừng sau thì mới giàu. Thì đúng là như thế, tức là đôi khi là anh em phải vất vả một tí, anh em phải chịu khó mày mò, anh em phải treo đeo lội suối để đi đến cái phần thưởng của mình, thì cái phần thưởng đấy nó mới xứng đáng. Còn đôi khi là không phải là chỉ gõ vài keyboard ở trên YouTube hay là Google mà mình đã có được cái đấy rồi thì nó lại mình đã không trân trọng nó bằng. Và ngày xưa thì do cái cuộc chơi nó khó khăn hơn rất là nhiều, nên là ai đó mà đã kiên trì được với nó và đã gắn bó với nó đủ lâu thì họ sẽ rất là giản dị, họ sẽ cực kỳ cứng luôn ấy. Vì lực mà họ chịu quá là nhiều cú đấm của cuộc sống rồi. Thì bây giờ thì các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với nó, và điều đấy cũng có nghĩa là các bạn có thể dễ dàng từ bỏ bất cứ lúc nào, đó cũng quan trọng bởi vì các bạn có rất là nhiều thứ khác xung quanh các bạn. Chính vì thế nên là đúng như là đi nói, chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải biết mình muốn gì ở cái thời điểm, cái thời đại công nghệ thông tin, và chúng ta bị ngộ độc rất là nhiều cái thứ thông tin không cần thiết như thế này. Yeah. Còn quan điểm của một người không chơi rap như anh Duy thì anh Duy cảm thấy như thế nào? Theo Duy thấy thì tại vì rap nó là nó định nó thật mà nó không có phải hầm nhoáng, cũng không phải là màu mè, nên thôi anh em cứ trải nghiệm đi. Con đường thì nó ở đó rồi, mọi người này đi đường này, mình kia đi đường kia, sẽ có người chọn đúng, có người chọn sai. Chọn đúng thì hơn, chọn sai thì phải thua làm lại. Rồi nếu mà mình có cái niềm tin thì mình sẽ đi tiếp thôi. Còn nếu mà ai thấy là không phù hợp nữa thì thôi out game, không cái này đâu có ép buộc ai đâu, đúng không? Thành ra là quan trọng là ở cái tâm trí của mọi người đó. Cũng như là UGC cũng nhiều lần bán hết trong quá khứ, nhưng bây giờ cũng ngồi đây thì anh em đam mê rap thì anh em cứ đi, rồi anh em cứ được chịu lựa chọn. Mình nghe lời, mình nghe cái ý kiến, cái quan điểm của nhiều người thì mình tiếp thu được cái góc nhìn đó, nhưng mà cái quyết định cuối cùng là của mình. Mình sẽ biết cái gì tốt nhất cho mình, cái gì đúng nhất, và cái gì là mình đến cái nơi này, cái văn hóa này vì cái điều gì, thì mình phục vụ, mình phụng sự cho cái niềm tin đó là được. Sẵn nói về những cái thuận lợi và bất lợi, thì ở cái giai đoạn newbie luôn là cái giai đoạn nó có rất là nhiều khó khăn,
thì mọi người cũng rất là muốn nghe là anh Minh Lai, anh Ruby, anh Gonzo đã trải qua những cái khó khăn gì trong cái thời điểm bắt đầu của mình và mọi người đã đối phó với những cái điều đó ra sao. Em xin mời Minh Lai. Nghĩ là khó khăn nhất đó là mình không biết là mình làm vì cái gì. Đó là cái khó khăn nhất. Tại vì lúc đó là mình 18, 19 tuổi, 20 tuổi gì đó. Hay là gì đó. Thì cái tuổi đó mình cứ làm và thì cái và mình nhớ cái thời gian mà khó khăn nhất đó là mình vừa cắt tóc, mình vừa chạy quy, cái hình đó là thiệt. Và giờ mình cắt tóc đến 6 giờ, xong từ 6 giờ tối mình chạy quy đến 12 giờ đêm. Sau 12 giờ đêm mình bắt đầu đi thu nhạc tới bên nhà Tân. Nhà Tân tới 2-3 giờ sáng để mình làm cái test đầu tiên của mình. Lúc mình nghĩ đơn giản không, nghĩ là thì mình coi ở nước ngoài, mình coi họ cái cách mà cái cách mà người ta làm công bố một cái sản phẩm, một cái nghệ sĩ gì đó thì mình thấy là mình phải cho cộng đồng biết mình là ai chứ, mà không thể nào cho cộng đồng biết mình là ai qua một bài nhạc được. Cái điều đó đối với người khác có thể là người ta quá tài năng nên người ta làm chuyện đó, còn mình nghĩ là mình không thể, nên mình quyết tâm là ok, mình sẽ làm 7 bài 8 bài luôn, mình sẽ làm nó một cách thật là chỉnh chu, mình sẽ đi thu đàng hoàng, mình sẽ có, mình biết ai làm beat thì mình sẽ nhờ họ làm chung với mình. Xong mình có một người bạn tên là Gia Gà, là Minh Duy, là làm giùm mình cái banner. Thì đó mình cứ làm vài tháng. Và lúc đó thực sự là không ai, mình chưa có kênh YouTube đâu mà. Lúc đó mình làm chưa có YouTube, mình chưa có, mình chỉ có cái app SoundCloud của mình thôi. Thì thực sự là mình không biết mà mình làm để làm chi luôn. Nhưng mà mình nghĩ là hơn thua nhau cho đó, nghĩa là ai làm tiếp. Tại vì công thức thì cũng như đó, cái beat, rap, thu, poster, banner xong. Nhưng mà ở trong một cái điều kiện khó khăn nhất định, ở trong khoảng thời gian vô tận đó, thì ai sẽ là người làm hết cái đống đó. Làm đến lúc mà làm mà không nghĩ tới chuyện bỏ cuộc thì cứ làm thôi. Đó thì mình nghĩ là cái điều gì cái lúc đó của anh thì đó là cái khó khăn thời gian đó. Cảm ơn mọi người. Đối với cá nhân mình thì như hồi nãy mình cũng có chia sẻ với các anh, các bạn ở đây và mọi người thì mình là một người gọi là một sách thì nó không sai. Là như hồi nãy chia sẻ với mọi người là khoảng thời gian tiếp xúc với nhóm rap đầu tiên của mình là mình hoàn toàn có thông qua mạng xã hội hết. Và mình chỉ có đi làm, đi học. Rồi hồi đó mình có đi học thêm, đi học thì làm từ nhà. Và chỉ có những MK, Justin T, vân vân, Andre Ryan là những người bạn buổi tối của mình. Thì những người đó, những người mà cũng có thể là chắc chắn cho mình một cái sở thích về cái loại âm nhạc này. Tụi TK, một cái qua MC thích nhất ở miền Nam. Shout out to tụi TK. Khi mà bước vào con game này, tại vì của mình mọi thứ còn rất là mông lung. Tại vì mình hoàn toàn không có anh em như là tất cả những khách mời ở đây. Mà mình chưa có, mãi về sau này mình mới có đội mình. Tức là mọi thứ mình không biết. Ở trên mạng xã hội thì Facebook là một mạng xã hội mở, ai muốn nói gì nói. Tại thời điểm đó mọi người cứ lấy cái độ nhiễu loạn của mọi người cứ giảm đi chút đó, thì hồi đó nó cũng vẫn như thế thôi. Rap fan vẫn biết bụng thì người ta vẫn còn nghe qua thì nghe lại, và ai thì cũng muốn khẳng định là bên fan họ đang là nhất. Thế là một người như mình cảm thấy rất là confused, rất là bối rối là liệu là sự thật nó là như thế nào, hay là người này có thật là người ta tệ như là ở trên mạng nói người ta rap tệ hay không, hay là do người ta rap hay lắm nhưng mà mình không cảm được. Thì kiểu như vậy, tức là rất là ít những cái kiến thức, rất ít những cái về liên quan đến kỹ thuật này, kỹ thuật kia, ram scheme như nào, như nào, như nào. Và còn về vấn đề thu âm thì tôi khó nói rồi. Mình từng tốn rất là nhiều tiền để ra siêu thị gần nhà mua một headphone 200.000, và sau thì mình thu được một lần mình bỏ luôn. Mình đã thử rất nhiều điện thoại headphone chỉ trên cho 50.000, mình hy vọng là hiện nay nó tốt. Nhưng mà đó cũng phải luôn luôn là một câu chuyện cười vui tính của nhà khách hàng. Đúng. Đó là một câu chuyện buồn của tôi với anh Tân. Đó là tôi luôn tin là đôi khi có những cái điên hời, nhưng mà không, mình không bao giờ khôn được hơn nhà sản xuất. Đó là một cái mà anh em biết rồi. Nếu quý anh em cũng nên cân nhắc. Đó là tại chủ đề.
chứ không còn người bình thường là không có xài được đâu. Đó thì đó là phải phải trải qua rất là nhiều những lần như vậy, những lần bị lừa, những lần bị nhà bán đồ thu âm lừa, lừa xong rồi đến một người mình đi thu họ cũng lừa, họ bảo là mít mà mình mất 3 ngày hay là họ đó là thời gian họ làm xong những tháng ngày chơi game mệt mỏi, họ biết xong rồi họ trả lại cho mình. Rồi đến khi làm xong rồi nhàn rồi thì bị tiếp người làm banner lừa. Rồi nói chung là cuộc đời của mình từ newbie lên bây giờ cũng làm nhạc được một ít năm thì giờ mình là những cú lừa. Rồi không biết anh Gonzo như thế nào? Đúng rất nhập. Tại vì thật ra là anh cũng chia sẻ cái cảm giác này với Levin, tức là khoảng tầm 2 năm đầu chơi rap là anh cũng chỉ chơi ở trong cái phòng ngủ của mình thôi. Lúc đấy thì mình do là mình chơi được là do mình đã tìm hiểu sâu, tức là nói như nào là như kiểu là mình nhìn thấy cái khoa học của nó ấy. Là ok, công thức là như này đúng không, như này là như nào đấy, thì sẽ ngay từ cái thời điểm bắt đầu rap sẽ không bị kiểu off beat và cũng có thể bắt đầu chơi được quần đôi xong rồi một play các thứ rồi, nhưng mà vấn đề là mình không có một cái cộng đồng hay là mình không có những người bạn để mà cùng chia sẻ với mình những cái đấy, thì đấy là một cái khó khăn rất là lớn. Tại vì là mọi thứ mà mọi kiến thức mà mình có được là hoặc là mình phải tự tìm hiểu hoặc là mình phải trải qua một cái cú gì đấy mà mình mới tự ngộ nó ra. Nhưng mà có một cái đặc điểm là những cái như thế thì mình lại nhớ rất là lâu và mình giữ được nó bên người mãi luôn. Thì có một cái khó khăn mà cái thời điểm bắt đầu mà mình trải qua đấy là cái cảm giác mà bị creative block, tức là bị mất sáng tạo hay là đặc điểm đơn giản là không biết phải viết về cái gì. Thế ok, là sau khi khoảng thời gian đầu mình viết được khoảng 3-4 bài như thế rồi thì tự nhiên đến một đoạn mình không biết viết về cái gì nữa, hay là mình cảm giác như kiểu là những cái gì mà đấy mà mình muốn nói thì mình đã nói hết ở những cái bài trước rồi, còn lại những cái hay ho, những cái sâu xa gì đấy thì tất cả những cái nghệ sĩ lớn, những cái người có kinh nghiệm hơn mình họ cũng nói hết rồi, những cái chủ đề đấy đều đã bị khai thác. Thế thì bây giờ mình phải viết về cái gì? Thì đấy là một khoảng thời gian mà mình tự đặt ra những cái mục tiêu, những cái như thế cho bản thân nhưng mà rồi không thực hiện được, còn nó lại càng làm mình suy hơn ở trong cái vòng lặp đấy. Thì ngày trước có một vài cái có một cái hình thức mà luyện tập mà nó đã giúp mình thoát ra được khỏi cái đấy. Đấy là hồi đấy mình sẽ chọn ra một cái bài hát mà mình thích, nó có cả hook, có cả verse rap và ví dụ như là mình thích một cái beat nhạc đấy và một cái hook đấy chẳng hạn thì mình sẽ giữ thêm cái phần đó, còn lại thì cái phần verse rap mình sẽ viết theo cái góc nhìn của mình với chủ đề đấy. Ví dụ như hồi đấy thích bài Airplane của B.O.B. với Johnny William chẳng hạn thì rất là cái thích mà cái hook và giọng nữ kia hát thì mình giữ lại cái beat và cái hook đấy, còn cái verse rap thì mình viết theo cái góc nhìn của mình. Thì như thế thì nó cũng giống như kiểu là các bạn có một cái bài tập về nhà ấy, mình đã có sẵn cái đề bài đấy rồi, mình giải cái đề bài đấy như thế nào đấy thì nó sẽ đỡ hơn. Và ngược lại thì mình tìm hiểu về cái workflow, về cái cách làm việc các thứ thì mình đi đến một cái phương pháp đấy là trong vòng 60 phút đồng hồ thì mình sẽ chia nó ra làm 3 phần. 15 phút đầu tiên thì mình sẽ làm công việc nghiên cứu, nghĩa là ok là mình có cái title của bài hát chẳng hạn, hay là mình có cái ý tưởng gì đấy đi, thì mình sẽ search Google, mình sẽ nghiên cứu liên quan đến cái đấy. Ví dụ như là cái bài của bài thi của mình ở trong rap Việt là bài Thầy Nam thì nó là dựa trên một cái chủ đề đấy là câu không thầy đúng hoài làm nên, đúng không? Mình sẽ search trên Google, mình đọc các cái bài nghị luận về cái câu đấy, mình tìm hiểu cái nguồn gốc của nó hay là cách người ta sử dụng như thế nào. Mình lấy rất là nhiều thông tin nhất có thể, lấy một cái vốn từ vựng nữa. Sau đấy thì 30 phút tiếp theo mình sẽ triển khai dựa trên những cái thông tin mà mình đã nghiên cứu được trong 15 phút đầu tiên. Và rồi 15 phút cuối cùng thì mình đã dùng để sửa lại những cái gì mà mình đã làm ở 30 phút trước đấy. Thì khi mà mình chia một tiếng nó ra thành 3 phần cụ thể rõ ràng với khối lượng thời gian cố định như thế, mình sẽ không bị mãi kẹt ở một bước. Ví dụ như ngày trước thì mình sẽ luôn bị kẹt ở một bước nào đấy, ví dụ như là lên YouTube tìm beat chẳng hạn, xong rồi là nghiền quá cứ ngồi nghe 30-45 phút cứ ngồi nghe không chọn ra được một cái nào cả, hay là mình cứ kiểu tìm chủ đề hay là tìm nghĩ phần các thứ cứ bị kẹt ở một bước ấy. Thì nhờ cái phương pháp kia thì mình sẽ luôn luôn giữ được cái workflow nó chạy. Ngoài ra thì chia sẻ thêm một đấy là cái khó khăn thứ nhất và là về cái quy trình sáng tạo, về cái bên trong của mình. Còn cái khó khăn thứ hai là liên quan đến vấn đề về bên ngoài, nghĩa là rõ ràng là cái khoảng thời gian trước thì nói thẳng ra là chơi rap nó sẽ không ra tiền, thực sự không ra tiền, nếu mà có ra thì chỉ đủ anh em ngồi uống nước chứ nó cũng không ăn thua gì cả, nó không thể trở thành một cái công việc có thu nhập ổn định hàng ngày.
không phải là một cái công việc mà nó có chế độ đãi ngộ hay là một cái gì đấy khác. Thì là một cái thằng con trai mới lớn và đang phải trưởng thành và đang phải sống thu lập của gia đình, thì rõ ràng là mình không thể bây giờ xin tiền của gia đình mình nữa rồi. Thế thì hàng tháng mình sẽ phải có một cái con số gì đấy duy trì mức sống của mình. Thì khi mà bây giờ cái này là một cái mình rất là đam mê, mình rất là tìm hiểu từ điểm này, nó không ra tiền thì mình vẫn phải sống, mình vẫn phải kiếm một công việc khác, mình vẫn phải làm cái khác, hoặc là đối với cả một số bạn nhỏ hơn thì sẽ vẫn phải đi học, vẫn phải đến trường để làm bài. Thế thì cái khó khăn ở đây là làm thế nào để tìm cái điểm cân bằng kiểu như vậy, bởi vì là sẽ rất là khó. Và đúng là đã có những khoảng thời gian mình đã cố gắng cân bằng, nó không chỉ là hai mà là ba, tức là kiểu tăng ba quả bóng cùng một lúc, nghĩa là lúc đó thì mình phải kiếm một công việc có thu nhập ổn định nhá. Mình sẽ phải cái thứ hai nữa là mình phải chịu trách nhiệm quản lý Rapito, nghĩa là đưa ra định hướng cho các anh em và lo những cái công việc liên quan đến, nó không liên quan nghệ thuật, liên quan chuyên môn. Và ngoài ra thì mình vẫn phải trả lời cái phần nghệ sĩ của mình đó, mình vẫn muốn sáng tác. Tuy nhiên thì mình không thể nào cân bằng giữa cả ba cái đó được. Ở thời điểm đó thì mình quyết định là chọn là gạt cái phần nghệ sĩ của mình sang một bên, tập trung vào quản lý Rapito và đi làm một cái công việc này để mà kiếm tiền. Thì đúng là thì mọi thứ nó đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên thì sau đấy thì xảy đến cái hành trình Rap Việt, và một phát rồi chưa bao phát đến đây luôn. Thì đối với mình bây giờ mình nhìn lại nó giống như kiểu là một dấu hiệu vũ trụ là vỗ đốt vào đầu mình, bảo là tại sao một cái này mày làm tốt, mày rất là ham mê nó, mày tìm hiểu về nó, mày lại chọn gắn sang bên để làm một công việc mày nếu không có chuyên môn gì cả. Thì đấy là một cái rất là ngốc. Thì đúng, thì đấy là lý do mình đã chọn đi cái Rap đến tận bây giờ. Nhưng mà đối với cả cái khó khăn mà như mình nói là cái điểm cân bằng thì thật ra là sẽ rất là khó, rất là khó. Nhưng mà ở mỗi một giai đoạn thì mình sẽ chọn một cái, nó là cái priority, nó là cái mà mình phải tập trung vào cái thời điểm này nhất. Và mình nghĩ là khi mà còn trẻ thì chúng ta hãy chọn phát triển, xây dựng bản thân, hãy chọn là có một cái công việc ổn định. Bởi vì rõ ràng là mình có một công việc ổn định mình vẫn viết rap được mà. Mà còn nếu mà mình chọn là đi hẳn theo nghệ sĩ chuyên nghiệp ấy, nó sẽ còn đi kèm rất là nhiều cái. Mình thì nghĩ là không bao giờ chỉ nên gói gọn con người mình ở trong một cái tác như thế. Chúng ta có thể là rất là nhiều thứ. Thì mình nghĩ là những cái công việc mà các bạn làm hay là những cái kiến thức ở chuyên ngành, ở trên trường mà các bạn học cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ cho cái con đường theo đuổi nghệ thuật các bạn. Chỉ là đơn giản bây giờ chúng ta chưa thể nhìn thấy điều đấy. Đó thì đó là hai cái khó khăn mà mình gặp phải, và hy vọng là qua cái chia sẻ của mình thì các bạn có thể có một cái nhìn rõ hơn về những vấn đề của mình. Đúng rồi. Và sau những cái chia sẻ về những cái trải nghiệm của các vị khách mời thì chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào cái bạn newbie, là với cái phần số 3 mang tên là newbie nên bắt đầu với hip hop như thế nào. Với câu hỏi đầu tiên là họ nên tìm hiểu về những gì trước tiên để có một cái nền tảng vững chắc về kiến thức, về văn, về kỹ thuật, về văn hóa, v.v. Xin mời anh Quang Sơn. Mình nghĩ là cái thứ đầu tiên mà một người khi mà mới bắt đầu và muốn tìm hiểu cái này cần trang bị đó chính là kiến thức. Kiến thức về cái văn hóa, hip hop đối với mình nó một cái văn hóa, một lối sống. Thì các bạn có thể tìm thì nó sẽ ra vô vàn định nghĩa khác nhau, mỗi cái nó sẽ thành một kiểu. Nhưng mà thực ra thì qua trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận thì mình sẽ hiểu rõ được hip hop đó là cái gì. Thì đối với mình nó chỉ đơn giản là như thế, nó là một cái lối sống. Ở trong đấy mọi người hiểu một cái văn hóa, mọi người có chung một cái tầm nhìn với nhau và sống rất là chan hòa với nhau, cùng giúp đỡ nhau tốt lên và cùng nhau đoàn kết làm nhiều thứ. Thì mình nghĩ là khi mà chúng ta chơi rap ấy, cụ thể chơi rap ấy, thì chúng ta cái cuộc chơi của chúng ta là với ngôn từ, với kiến thức, với fact, right? Thì đấy là cái mà mình phải trang bị, chứ không thể lỏng lẻo ở cái đấy. Là mình không thể nào mà muốn trở thành một rapper trong khi là mình sử dụng những cái từ rất là cơ bản mà còn sai, chẳng hạn mình không hiểu nghĩa của nó, nhưng nghĩa phang nó vừa vào câu, thế thì không được. Đó, thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất nó giống như là cũng là xây nhà, bạn càng xây nhà cao thì cái móng của bạn càng phải sâu. Thì chúng ta càng phải tìm hiểu nhiều kiến thức, và mình nghĩ là bây giờ thì cái có rất là nhiều thứ có thể giúp bạn, các bạn có được cái điều đấy rồi. Bây giờ có rất là nhiều nguồn thông tin khác nhau. Đó. Những cái tổ chức cộng đồng như là Việt Hip Hop vẫn luôn có những cái hoạt động và cũng có những cái thông tin đưa đến các bạn hàng ngày để các bạn có thể nâng cái vốn kiến thức của mình lên. Mình nghĩ đấy là một cái việc rất là quan trọng khi mà muốn bắt đầu cái cuộc chơi này, tại vì là khi mà mình có chắc cái kiến thức nền rồi thì những thứ khác nó làm rất là dễ. Kiểu vậy. Yeah.
Cháu có lẽ là trên trong số 4 người đang được ngồi để chia sẻ với các bạn thì có lẽ là mình là người có lẽ là nghe nhạc Duy nhiều nhất. Mình nghĩ là vậy. Mình là người nghe nhạc Duy nhiều nhất thì đối với cái câu hỏi của Lazy thì mình nghĩ là chúng ta có thể nói với nhau cả ngày mất về chuyện là newbie nên bắt đầu từ đâu. Thì căn bản là rap đối với mình là nói chuyện, bạn nói chuyện được, mình nói chuyện được, ngoài kia nói chuyện được, thế tại sao người ta phải nghe mình hoặc nghe bạn hoặc phải là nghe bất cứ ai người kia. Mình nghe rất nhiều bài nhạc và mình nhận thấy là có rất là nhiều những bạn nói về những thứ giống giống nhau. Ý mình không phải là để tạo sự đồng cảm, nhưng mà có một vài những cái lối hành văn, có một vài những cái bộ vần, thậm chí có một vài những cách khai thác, có một vài những đoạn gốc của bạn y như nhau. Rõ ràng nếu bạn mà cái người đang ngồi kế bên các bạn trong cái phòng này không thể nào một bạn thấy y như nhau được. Thì mình nghĩ là nếu đối với những bạn mới làm thì cá nhân mình nghĩ là các bạn nên tìm ra được là tại sao tôi phải rap, tôi nói thì tôi nói cái gì, tôi nói cho ai nghe. Và suy cho cùng á, thì chúng ta chơi cuộc chơi này như mình đã nói, rap và nói chuyện, bản thân mình ai cũng muốn nói chuyện, có nhiều người nghe hết trơn á, mình cũng vậy, mình tin chắc là bạn ở đây cũng sẽ như vậy. Nên là nghĩ là nên đặt câu hỏi là tại sao tôi phải nghe anh, tôi phải nghe bất cứ một rapper nào kia. Bây giờ thì số lượng rapper thì thôi mình không cần phải có thống kê cụ thể là rất nhiều, nhưng tại sao họ phải nghe bạn vì những người đó. Còn những cái kiến thức hoặc là những cái mà các bạn cần thì các bạn là sẽ biết hết. Xin mời anh Lai. Pi, đúng rồi, nhạc rap nó khác với những cái nhạc khác hiện tại. Nó bị một cái rất nặng nề, nó là phân hóa hip hop, rap nằm trong hip hop. Ok chưa? Thì hip hop nó là của người da màu, chắc chắn 100% nó là của người da màu. Bây giờ bạn thấy một thằng Mỹ trắng random vào đó mà nó hát cải lương hoặc là nhạc hò của Việt Nam mình một cách xàm xí là bạn sẽ cọc, đúng không? Tương tự như rap hip hop cũng vậy, mình có thể sáng tạo cái gì cũng vậy, nhưng mà mình phải xem về cội nguồn của văn học tiếng Anh. Đó là điều mà mình khuyên các bạn nên tranh thủ nếu mà bạn thực sự không phải về rap hip hop nữa trong đời sống của mình luôn, văn học tiếng Anh. Cái thứ hai nữa là xem nhiều bộ phim về da màu, về hip hop để bạn mở được. Mình không có cơ hội đi qua Mỹ hay là đi nước ngoài thì mình sẽ có được những cái thế giới quan nhiều hơn về cuộc sống của họ. Thì theo cá nhân này chia sẻ của mình á, cái điểm duy nhất mà mình thấy tương đồng giữa người Việt Nam của mình với người da màu á là nghèo khổ. Tại vì nếu mà nói đa phần mọi người, nếu mà gia đình kinh tế khá giả đi thì mình còn đi học được này kia kia, còn có những một số người thì sẽ không có điều kiện để đi học. Như mình bỏ học cấp 3, mình không học đại học. Thì đối với người da màu á, để được đi học đại học á là điều hầu như là không thể nữa. Nếu mà bạn phải đóng, tại vì học đại học ở Mỹ nó sẽ rất mắc. Bạn học từ nhỏ đến lớn thì nó free, nhưng mà học đại học thì sẽ rất mắc. Đi làm cũng không được, không ai nhận bạn, người ta nhận người mễ. Thì bạn chỉ còn là chơi thể thao, rap hoặc là bán ma túy. Nó chỉ có cách, ba cái cách đó là giúp người da màu đổi đời. Thì mình nghĩ là thì mình nên tìm hiểu văn hóa của họ, họ nói về cái gì, tại sao họ rap, tại sao khi mà họ thành công rồi có người ta lại đeo dây chuyền rất là nhiều, flexing rất là nhiều, tại sao có người khi thành công rồi thì họ lại không flexing, không, họ có lý do của họ hết, chứ không phải mình thấy flexing là mình chê. Có những người ta quá nghèo mà, người ta nghèo cả cuộc đời, người ta 3-4 đời luôn rồi, tới bây giờ người ta mới nổi được, người ta mới có tiền, người ta mới có mua xe mua nhà, thì người ta được quyền khoe. Thì anh vẫn nhìn theo cái mặt tích cực đó. Thì ý mình nói là mình nên tìm hiểu văn hóa, rồi sau đó khi mình bắt đầu làm nhạc, mình tìm hiểu về nhạc từ từ dần. Tại không như nãy mình chia sẻ thì khó có ai có thể làm một bài nhạc cái xong nó hay liền. Nhiều khi mình thấy ai nói, nhưng mà mấy năm sau mình nghe lại mình sẽ thấy nó dở. Thì hầu hết anh em rapper hay là làm nhạc xung quanh mình sẽ đều thấy cái chuyện đó. Thì mình học tiếng Anh và xem nhiều phim về da màu.
Kinh nghiệm rất là cụ thể. Vậy thì đối với mọi người, những cái sai lầm cơ bản của newbie khi mới bắt đầu với rap là gì? Em xin mời Minh Lai. Sai lầm khi mới rap. Mình cảm thấy là không có cái gì sai đâu. Chỉ đừng có sử dụng ma túy, vũ khí, bảo vệ sức khỏe tinh thần mình. Tại vì cái sáng tạo cái rap đó, đối với mình, như nãy mình nói, đó là một cái sự sáng tạo, một cái nghề. Bây giờ mọi người đang coi nó là một cái nghề, cứ coi nó một cái mindset gì đi, biết được sẽ có, sau này sẽ có những hãng label âm nhạc người ta cần tuyển nghệ sĩ hip-hop, người ta khai thác nó đúng, thì mình cũng có thể apply vô để đập CV rồi cái kiểu. Nó là một cái công việc thì mình nghĩ nó không gì sai, nó càng sai nhiều thì càng ok. Thì càng sai nhiều thì mình càng làm tốt hơn thôi. Mình nghĩ vậy. Cảm ơn mình lại. Chỉ có đừng chọn bạn sai là được, nhất là trong hip hop. Mình là gì? Mình rất là đồng ý với Lai ở cái chỗ là với mình cái chuyện mà quan trọng với newbie cần sai lầm cơ bản với bạn là gì, thì với mình thì chuyện đó nó không thực sự quan trọng. Vì tất cả chúng ta, tất cả bọn mình ngồi đây, mình nghĩa là ba mình ngồi đây bắt đầu với thì hành trình này chỉ đơn thuần là vì vui. Và đối với một vài người bọn mình thì nó đi hơi xa hơn bọn mình tính đó. Là bọn mình vì vui, mình đến vì nó đã, vì nó thỏa mãn. Thì bọn mình càng xa nhiều thì bọn mình càng có nhiều trải nghiệm. Như mình đã chia sẻ rồi, sự nghiệp và chơi, cuộc chơi này của mình gắn liền rất là nhiều cú lừa. Mỗi lần lừa thì mình lại khôn ra. Cứ mỗi lần mà mình bị lừa thì mình sẽ rút được trong bản là những cái bài học của mình, rồi sau mình lại lên stream mình lại chia sẻ lại cho các bạn là đừng như thế nhé. Mình nghĩ như vậy thì nó cũng một cách nào đấy nó giúp ích được cho cái chặng đường của mình sau này. Nhưng mà nếu như bạn coi đó là một nghề, bởi vì bây giờ rap là một nghề rồi, thì quan điểm của mình là nếu như bạn coi đó là một nghề thì như mọi nghề khác bạn phải có một cái career path nhất định. Hoặc một nghề đó, kỹ sư, bác sĩ, phải biết là mình có gì, tại sao mình đi cái này, mình đi được đến đâu, và nếu như cái này không work, đó là công tác quản trị rủi ro, thì mình làm cái gì. Tại vì không biết là thầy Nam với lại anh Minh Lai với lại anh Duy hay như thế nào, nhưng mà em thấy có một cái câu người Da Màu họ hay dùng là hip hop save my life. Nhưng cá nhân em thấy ở Việt Nam chúng ta, theo như cá nhân em thấy là hip hop cũng ngoài việc nó cứu rất nhiều mảnh đời, thì nó cũng lấy đi khá nhiều những đứa con ngoan của một gia đình. Vì vậy nên là bạn phải biết bạn là ai, bạn có cái gì, bạn cần cái gì. Và cái career path cuối cùng bạn một chỗ nào, có thể không phải là bạn làm sao một rap star nổi tiếng đi diễn ở khắp nơi mọi người biết, chỉ là bạn sống ổn trong cái cộng đồng của bạn. Và cái quan trọng nhất là bạn đã với thứ bạn nhận vào. Mình nghĩ vậy. Cảm ơn mọi người. Hai em trả lời hay thế. Sao nhỉ? Những sai lầm cơ bản của newbie khi bắt đầu với rap. Nghĩa là khi bắt đầu với rap thì newbie nó sẽ mắc tất cả những sai lầm cơ bản, thật chả làm đúng cái gì luôn. Nhưng mà nó là phải là như thế, nó là như kiểu là có lẽ tự nhiên vậy. Tất cả ba người chúng tôi ngồi ở đây khi mà bắt đầu cũng sai thùng lung cái lẽ. Nhưng mà thật sự là đấy. Mình phải biết là mình đang làm cái này vì cái gì. Khi mà mình đang hiểu rõ mình đang làm cái gì ấy, nó giống như kiểu là các bạn đặt được cái sự chánh niệm vào những cái các bạn làm, thì kể cả là đánh răng, rửa bát hay là bất cứ cái gì đấy, mình cũng hiểu được cái tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống của mình từ những cái nhỏ nhỏ như thế. Thì mình nghĩ là đối với cả những cái người mà hoàn toàn mới ấy, thì cái sai lầm có lẽ là một cái sai lầm đối với một số người thôi. Mình cũng không rõ, mình cũng nhớ là mình gặp cụ thể như chưa, nhưng mà mình chắc chắn là mình biết là có tồn tại những người như thế, và họ nghĩ là họ đang làm cái này để trở thành một ai đấy. Thì mình nghĩ là như thế là sai, tại vì bạn phải làm cái này vì nó là bạn, chứ đừng làm nó để trở thành một cái gì đấy khác, thì như thế là sai phương thức, sai sách. Và đối với cả những cái bạn mà đến với nó và xác định là muốn coi nó trở thành một nghề, muốn bản thân make it big, muốn trở thành một cái gì đấy chẳng hạn, thì mình nghĩ là có một cái sai lầm mà một vài người trong số những bạn ấy gặp phải, đấy là các bạn ấy nghĩ là chỉ cần các bạn ấy rap hay thôi là mọi thứ nó sẽ ok.
Nhưng mà thật ra thì qua cái trải nghiệm của mình thì mình thấy là nó còn cần rất là nhiều thứ. Thế nên là khi mà mình đã thật sự là tâm huyết và đam mê nó rồi thì hãy trau dồi và cải thiện bản thân ở nhiều cái khía cạnh khác nữa, chứ cũng không chỉ quá tập trung vào cái game mà Brad này. Mà mình nghĩ là tất cả những cái người nổi tiếng hay những cái người mà thành công ấy, thực sự là họ là những con người hay, chứ họ không chỉ đơn giản là họ rap hay như nào cả đó. Thì mình nghĩ là đấy là cái quan điểm của mình về vấn đề. Cảm ơn anh Nguyễn Số. Vậy thì những newbie nên chuẩn bị những hành trang gì cho mình khi mà họ quyết định đi với rap? Hành trang thì đầu tiên là như mình nói đến đấy là phải chuẩn bị kiến thức này. Thứ hai nữa là nếu mà có điều kiện kinh tế thì hãy làm một cái home studio, tức là một cái phòng thu tại nhà. Và đấy thì để sử dụng nó thì mình sẽ phải có kiến thức về âm thanh, phải có kiến thức về thu âm. Còn nếu mà không thì hãy chuẩn bị tiền để đi ra ngoài phòng thu ở bên ngoài. Đấy. Ví dụ qua phòng thu cái Deep Mode là 3 lít đúng không? VoiceOver 500 là cả Mix Master đúng không? Đấy. Thì đó, và ngoài ra thì mình nghĩ là còn phải chuẩn bị những cái kỹ năng cần thiết để mở rộng cái vòng tròn xã hội của mình ra nữa. Tại vì là rap với hip hop nó là mang tính cộng đồng rất là cao. Ví dụ như kiểu mọi người sẽ đều thấy là rất là nhiều người đến với rap là một thằng bạn rủ hay là một nhóm bạn cũng chơi thì người còn lại cũng sẽ chơi. Thế nào đó thì cái tính cộng đồng nó rất là cao. Và khi mà mọi người đến với nhau và cùng chung tay làm nhiều thứ thì cái hiệu quả, cái năng suất nó được khoe đại lên rất là nhiều. Đấy là cái hay của rap hip hop. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà bạn muốn thật sự là tham gia vào cái thế giới này, tham gia vào cuộc chơi này nữa, thì hãy gặp những người mới này, có những cái trải nghiệm mới, mở rộng bản thân ra và giao lưu hơn. Để bởi vì là mình nghĩ là tất cả những cái người mà mình gặp đều có thể nói cho mình một cái gì đấy mà mình chưa biết. Nên mình sẽ học được những cái điều mới rất là nhiều mỗi ngày thôi. Nên là đấy, mình cần những cái như thế. Ra thì như hồi nãy các bạn đã nói, các anh với lại bên Lai với anh Duy cũng nói với mọi người về những cái trải nghiệm cá nhân của Quy họ rồi. Thì đối với mình thì hiện tại mình thấy bây giờ cá nhân của mình, nếu như mà mình là một newbie, nếu mà mình được trẻ lại khoảng tầm tuổi như các bạn đang ngồi đây, thì mình sẽ chuẩn bị cho cuộc chơi này tình yêu. Tại vì sẽ có những lúc khó khăn, sẽ có những lúc khổ lắm, những lúc đói lắm, những lúc mệt lắm. Lúc mệt từ mạng xã hội mà ra đến ngoài đời luôn. Chỉ có tình yêu mới giữ các bạn ở lại. Chỉ có tình yêu thôi. Cá nhân của mình là vậy. Còn mình thì mình thấy là các bạn nên chuẩn bị một buổi thuyết trình với gia đình. Tôi nghĩ là không có cái tinh thần nào lớn hơn cái tinh thần gia đình ủng hộ bạn, nhất là khi mà thấy bạn quá là ăn ở không, bạn chui trong phòng này kia cái kiểu đó. Thì nghĩa là khi mà mình thuyết phục được gia đình mình là ok, đây là một cái mà gia đình mình sẽ ủng hộ, mình sẽ tiếp thêm cho mình những cái điều kiện để mình có thể làm được, thì điều đó chứng tỏ là ok, mình đã đang làm tốt. Nghĩa là mình đang làm tốt thì ba mẹ gia đình mình mới ủng hộ mình. Còn nếu mà mình đang làm chưa tốt thì mình phải làm tiếp cho nó tốt. Thì để có được cái buổi thuyết trình thành công thì các bạn, nó phụ thuộc vào các bạn đó. Các bạn phải có một cái tinh thần, phải nghiêm túc với nó, phải phấn đấu với nó. Mọi cửa chuyện mà các bạn phải yêu âm nhạc nữa. Cái đó là mình nghĩ là bắt buộc bạn phải dành nhiều thời gian để nghe nhạc, tìm hiểu nhiều thể loại nhạc, tìm xem họ rap cái gì thì cái kiểu đó. Thì mấy cái basic đó thì mình nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giúp cho các bạn newbie có thể định hướng cho bản thân mình, với câu hỏi đầu tiên là cách mà nó sẽ, em cảm thấy đây sẽ là một cái phần mà các bạn newbie rất là thích, thì nó rất là cụ thể vào cái âm nhạc. Đó là câu hỏi đầu tiên là cách
để chúng ta bắt đầu định hình được cái màu sắc âm nhạc và xây và tìm kiếm cho mình một cái hình ảnh nó đặc trưng của bản thân. Em xin mời Minh Lan. Câu này khó. Câu này thực ra là cá nhân mình cũng chưa biết. Anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của anh trong cái quá trình mà anh đã làm nhạc và cái cách mà anh đã tìm thấy cái màu sắc của mình nó như thế nào? Khó thật sự, mình chưa nghĩ tới. Theo mình nghĩ là mình cũng luôn cái quan điểm đó hồi đó giờ đó là về sự thật. Nghĩa là nếu mà mình nghèo thì mình sẽ nói là nghèo, mình muốn giàu thì mình sẽ nói là mình muốn giàu. Nó sẽ tự do hơn cho mình. Rồi ví dụ hôm nay, năm nay mình thấy Kendrick Lamar mặc đồ đẹp quá thì mình mặc đồ y chang vậy, không sao hết. Mình thấy J. Cole để dreadlock đẹp quá, mình để y chang vậy, không sao hết. Đó là một cái tinh thần tự do mà mình nghĩ là nên có. Đừng để những cái khác nó quá đặc nặng mình là mình phải này kia whatever, bạn làm gì cũng được, miễn sao là bạn thấy vui, bạn thấy hợp với bạn, bạn mặc bộ đồ đó vô, bạn thấy thoải mái, bạn nói ra những cái từ ngữ đó, bạn thấy thoải mái. Và nếu mà bạn muốn mọi thứ nó ý nghĩa hơn, bạn muốn nó truyền cảm hứng cho mọi người, bạn đặt cái thông điệp vô, bạn dành nhiều thời gian, nhiều cái chất xám vô cho nó nữa thì ok. Thì bạn cứ chọn một cái gì nó phù hợp với mình là được. Đừng có cảm thấy là mình muốn mặc đồ giống Kendrick quá nhưng mà người ta nói là không được mặc giống hay là gì đó, cái mình sẽ bị nó không phải là mình đó, nó sẽ rất là khó trong cái chuyện mà thì như mình đã nói hồi nãy là mình đối với mình cũng cảm thấy rất là khó để mình xác định được, xác định được là mình sẽ muốn trở thành cái gì cái kiểu. Nhưng mà đối với cá nhân anh thì anh muốn âm nhạc của anh nó tạo thêm được nhiều động lực cho mọi người. Cái động lực đơn giản thôi, sáng nay đi làm kẹt xe quá, nghe bài nhạc này nó đi nhanh hơn một chút vậy thôi. Đó, tấm cái này là mình nghĩ là câu trả lời của ban tổ chức này là một câu mà mình lai xui, nhưng mà mình lai là người trả lời đầu tiên, vì mình chắc chắn với bạn tại thời điểm này trong đầu thì Nam đang nhảy số. Tại vì cái câu hỏi tại vì cái ông cái ý của thầy Nam vẫn là nghĩa là nó vẫn đúng, nghĩa là mình đừng bị đặt nặng cái vấn đề là mình muốn trở thành sự đổi nó sẽ có những cái một cái này nè chặt chẽ trong cái chuyện định nghĩa này kia cái kiểu giống như bây giờ nó đơn giản, ví dụ hồi xưa khi em làm nhạc không ai nghe hết nhưng mà anh tin là nó hay, đâu ai tin, không ai tin nhưng mà mình phải tin nó là hay. Xong tới bây giờ mình thấy nó dở, tại sao? Tại mình đang nghe được những cái hay hơn, mình học được những cái hay hơn, mình biết được những cái hay hơn. Cũng giống như cái chuyện mình ví dụ mình thích J. Cole đi, mình thích mặc đồ giống vậy, nhưng mà cái chậm cái mình cảm giác là ê cái này mình bị bắt chước quá, không có được, mình không có tìm cái gì đó cho cái của mình. Đó thì đó là cái chuyện nó rất là ranh giới, rất là gần nhau. Thì mình tất cả mọi người ở đây đều sẽ cho các bạn một cái khía cạnh để các bạn nhìn thấy, các bạn chọn lựa cho mình một cái hướng đi nào hợp lý thôi, chứ còn ai cũng muốn tốt cho các bạn hết. Thì ý mình khi mà mình nói đây là một câu hỏi khó, là tại vì trước là những người ngồi ở đây với bọn mình, mỗi người đều có một hành trình rất riêng để tìm được màu sắc đến tận bây giờ. Mỗi người chúng mình đều có những cách khác nhau, những con đường khác nhau, những xuất thân của mình cũng khác nhau. Thì có một cái ý mà lúc nãy mình vừa mới nói là bây giờ rapper rất nhiều, tại sao tôi với nghe anh mà không phải là nghe một cái người mà cùng nhóm với anh? Đó là một câu hỏi mà mình từng bị giải. Mình thì may mắn có được đội của mình, và mình may mắn có được một đầu tàu của Infamous, một người rap rất rất hay và luôn làm mình phải suy nghĩ. Nếu như mà mình không tìm được sớm cái học viên của mình thì mình sẽ biết là sẽ đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành thằng béo đi kế hoàng lên. Đó là chia sẻ thật với mọi người, đó là tất cả những gì mình nghĩ trong đầu. Nếu mình không tìm được bản sắc riêng của mình thì một ngày nào đó mình sẽ trở thành một thằng béo vui tính đi kế bên Minh Tinh, Điện Ảnh, Hà Lê. Đó là thứ giúp khiến mình muốn phải thay đổi. Và còn câu hỏi là tại sao làm như thế nào để tìm được màu riêng của mình, thì
mỗi người ở đây là một bản thể khác nhau. Tất cả mọi người 70 mấy người ở trong máy phòng là một bản thể khác nhau. Bạn với mình có thể học chuyên trường, tuy nhiên là bạn lớp A, mình lớp D, đấy là một câu chuyện khai thác rồi. Bạn với mình có thể là ở chung quận, nhưng mà mình ở khu phố này nó tệ nạn hơn, bạn khu phố kia nó giàu sang hơn. Đó là cái người giúp các bạn trở nên khác biệt với những người còn lại. Và như mình đã nói với mình, rap là nói chuyện. Tại sao tôi phải nghe anh nói, trong khi anh Dương kia nói tôi cảm thấy là có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Tôi không đứng nghe anh chỉ vì những bộ phận. Vì bây giờ từ rất lâu rồi, nếu mọi người để ý thì trên Facebook nó cũng có dụng cụ tìm phần. Tôi không đứng nghe vì những bộ phận. Tôi không đứng nghe anh vì những cái flow mà những người ngoài kia đang có, hoặc những cái flow mà nguyên si của châu Mỹ. Tại vì bây giờ tôi nghe châu Mỹ, tôi nghe anh chứ. Tôi nghe là thì muốn biết thêm về con người anh. Đâu thấy con người anh đi. Nghĩa là cái đó là cái mà mình từng rất là suy nghĩ trong đầu của mình, thì còn các bạn sẽ đồng cảm với mình. Cảm ơn anh rồi. Cảm ơn anh rồi. Mình nghĩ là không biết là mọi người ở đây thì có quen thuộc với khái niệm của tôi không, cái ego ấy. Thì cái suy nghĩ của mình về nó là như này, là ở trong cuộc sống hàng ngày, khi mà mình phát hiện ra cái tôi của mình đang lên tiếng thì mình sẽ cố gắng hà khắc vào nó nhất có thể. Tại vì cái tôi đó nó giống như kiểu một cái firewall, một bức tường lửa, nó bảo vệ mình nhưng mà nó ngăn chặn mình khỏi cái việc là tiếp thu được những cái mới. Nhưng mà ở trong sáng tạo và nghệ thuật ấy, thì đấy lại là một cái mảnh đất mà mình thả cái con thú ra. Ở đó thì mình gàn dở, mình lập dị và mình chỉ làm theo những cái gì mình muốn, không nghe theo bất ý kiến bất cứ những người nào khác. Và đó là mình nghĩ đó là cái cách mà mình viết nhạc và mình tìm ra cái tôi của mình ở trong âm nhạc, đó là như thế. Thế nên là mình mới bảo là các bạn đừng làm nó vì các bạn muốn trở thành một ai đấy khác, vì hay là bạn muốn trở thành ông nọ bà kia, muốn thành cái gì đấy. Nên là tao rap là bởi vì tao nghĩ là nếu mà tao trở thành rapper thì tao ngấu hay là tao cua được con này con kia thì cái đó là fake, nó không real. Nhưng mà như Minh Lai nói, khi mà bạn muốn làm cái này, bạn muốn rap theo cái flow này của hình tượng của bạn, bạn muốn bị mặt như kiểu Kanye, thì đấy là một cái mong muốn đến từ phía bên trong bạn, đúng không? Nó thuần khiết, nó real. Thì đó là cái sự khác biệt. Cái mình nghĩ là để mà tạo nên một cái phong cách riêng hay là một cái signature gì đó của mình, thì như mình nói, trước hết là mình phải biết lắng nghe bản thân, phải identify, mình phải xác định rõ được là cái tôi là như nào, và đặc biệt là trong âm nhạc. Đó, và ngoài ra thì mình sẽ phải nghe nhiều hơn, mình tìm hiểu nhiều hơn. Bởi vì ở ngoài kia có rất là nhiều nghệ sĩ giỏi, và bạn có thể được truyền cảm hứng, được inspire bất cứ lúc nào nếu mà mình cứ tìm hiểu nhiều hơn mỗi ngày. Và cái cuối cùng thì nó chắc chắn nó phải là sự kiên định, nó phải là sự kiên trì. Đã có những cái thời điểm mà mình nhìn xung quanh hay là mình cứ đi ra ngoài, mình gặp anh em, cái khoảng thời gian đó là tất cả anh em đều chơi choác. Sau đó thì cái khoảng thời gian sau tất cả anh em đều chơi tool. Và còn lại một mình ở đây chơi với cái kiểu lyrical, cái old school này, và mình tự hỏi là mình có nên làm như mọi người không? Bởi vì mình có thể làm được, chứ không phải mình không thể làm được, nhưng mà mình có nên làm không? Thì cuối cùng là mình đi một trở lại là không. Vì mình đã chọn cho mình cái lối đi như này và mình kiên trì với nó. Và mình nghĩ là cũng là nhờ vào cái sự kiên định đó mà mọi người khi mà nghe qua rất là nhiều cái sản phẩm của mình đều thấy được cái chất đấy ở trong những cái verse rap của mình, những cái tác phẩm của mình. Người ta cho mình cái phong cách đó, người ta nhận dạng mình theo phong cách đó. Thì đấy, cái lời khuyên của mình với các bạn cũng là như thế thôi. Nhưng mà các bạn tìm được một cái thể loại hay là một cái phong cách rồi mà mình thích rồi, mình hãy kiên trì với nó, kể cả cái khoảng thời gian đầu là nó sẽ không ok lắm đâu, và mọi thứ nó sẽ không theo như ý bạn muốn đâu, nhưng mà nó luôn là như thế mà, mình phải qua cái đoạn này đã, thì sau đấy mọi thứ nó sẽ tốt dần lên. Mình không thể nào mà xác định được cái phong cách của mình khi mà mình ra một bài nhạc tình yêu, sau đấy thì mình lại ra một bài tool, xong rồi sau đấy ra một bài diss, xong rồi cùng về old school, nhưng 4 bài, 4 thể loại, 4 chủ đề khác nhau, thì đến mình nhìn vào mình còn không biết mình là ai nữa, là khán giả nhìn vào, đúng không? Đó, thì đó là quan điểm của mình. Thank you. Về câu hỏi này thì em cũng xin phép được chia sẻ quan điểm của mình, là em cũng đã chật vật một thời gian rất dài để tìm hiểu xem mình là ai. Thì sau một khoảng thời gian dài, em phát hiện ra là cái bước đầu tiên để tìm thấy cái màu sắc của chính mình là chấp nhận những gì, chấp nhận con người mình và những thứ gắn liền với mình.
đầu tiên, cái đầu tiên mà có thể nhắc tới là địa phương nơi mình ở. Tại vì cũng trong một quận Bình Thạnh nhưng mà đường D2 nó khác với Thanh Đa rất là nhiều. Thì mỗi nơi mà bạn sống nó gắn liền và nó hình thành con người của bạn, thì bạn phải chấp nhận cái điều đó. Khi mà bạn đã yêu quý hơn rồi, bạn sẽ nhìn thấy những cái điểm mà mình khác biệt với rất là mọi người. Đó là cái nguyên điểm mà mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn. Câu hỏi thứ hai là quy trình mà một quy trình để sản xuất và phát hành một bài nhạc là như thế nào. Thì mình sẽ nói về phần sản xuất trước đi ha. Thì theo anh Gonzo, quy trình sản xuất một bài nhạc của anh là thế nào? Sản xuất một bài nhạc, anh nghĩ là nó sẽ chia làm bao nhiêu, ba nghĩ gì nhỉ? Ok, rồi thì chắc là cũng giống như kiểu là quy trình là sản xuất một cái video hay là gì đấy, thì sẽ có giai đoạn là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tức là trước khi mình làm nó, trong khi mình làm nó, sau khi mình làm nó. Thế thì trước khi mình làm nó thì mình phải chuẩn bị ý tưởng, mình phải nghiên cứu giống như mình nói lúc nãy. Mình sẽ xem là ok, là với một cái chủ đề như thế này thì cái trường từ vựng của nó là gì, mình có trường từ vựng đấy rồi, mình bắt đầu nghĩ phần đôi phần ba liên quan đến trường từ vựng đấy. Mình có cái ý tưởng này rồi thì còn những cái người nào đã từng khai thác cái ý tưởng này rồi, cách họ khai thác nó như thế nào, mình có thể làm gì giống hoặc mình có thể làm gì khác. Đó, sau đấy thì sau khi mà mình đã có những cái ý tưởng sơ khai ở trong đầu rồi, thì lúc đấy là khi mà mình tìm cái phần nhạc của cái bài, cái phần beat của bài nhạc đấy, thì mình nghĩ là cách đơn giản nhất đấy là các bạn có thể tìm ở trên YouTube. Bây giờ thì trên YouTube thì rất nhiều beat rồi, và thậm chí là không chỉ là những producer nước ngoài mà còn là cả những producer Việt Nam. Đó, thì đấy, ở trên đấy nó là một cái thế giới mở dành cho các bạn, và nó là cách tiện nhất, mình nghĩ là như thế. Thì đó, thì với những cái beat ở trên YouTube, nếu mà là mình là newbie, mình hoạt động không vì cái gì cả, thì chỉ đơn giản là mình có thể download nó một cách lậu về qua rất là nhiều cách. Mình sẽ không nói cách đấy cho các bạn, tại vì như thế là mình đang PR những cái pháp, nhưng mà các bạn tìm hiểu phát là ra, mình chê. Đó, thì đấy, còn nếu mà làm một cách đúng đắn nhá, thì sẽ có ở phần description, nó sẽ có những cái đường link đấy, mình sẽ đến những cái trang beat mà mình gọi là thuê list, mình đã thuê nó để khai thác đấy, nếu mà muốn làm nó vậy. Ngoài ra thì bây giờ cái sân chơi producing các bạn ấy cũng đang rất là phát triển, có rất là nhiều. Ví dụ ở đây là có những bạn trẻ đang muốn trở thành rapper, thì bên ngoài kia cũng như thế, có rất là nhiều bạn trẻ đang học về sản xuất âm nhạc, đang muốn trở thành một music producer. Thì nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ tìm được đến với những người đấy và chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau. Từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thì chắc chắn là mình sẽ ưu tiên cái việc là được ngồi trực tiếp cùng với cả một người khác để tạo ra một cái một cái khung sườn cho bài nhạc. Tại vì đấy là cái cách mà mình nắm rõ hơn cấu trúc của nhạc, mình nắm rõ hơn đến từng cái góc ngách nhỏ trong con beat, và mình có thể tùy ý sửa nó theo ý của mình. Đó, thì như thế sẽ ok hơn là beat YouTube rất là nhiều. Và đấy cũng là một cái cơ hội để mình giúp một người khác, một người ta, để cho người ta giúp mình, hai người cùng nhau đi lên, các bạn cùng tiến, win-win. Đó. Và thì đó, thì đấy là cái còn cách gì không? Còn nếu mà không thì các bạn có thể tự mày mò để tự produce ra con beat của mình, thì nó lại quá là ok luôn. Đấy. Như vậy thì tạm cho là chúng ta đã xong được phần nhạc đấy. Thì bắt đầu lời thì như mình nói đấy, thì cái phương pháp mà mình nói lúc nãy ở trong vòng 60 tiếng, các bạn có thể brainstorm ra, các bạn thử xem là mình có được một cái gì với cái đấy. Lời khuyên của mình thì đó chỉ là keep it real, tức là các bạn cuộc sống xung quanh các bạn có cái gì, bạn nghĩ hay nghĩ về cái gì nhiều nhất, thì đó là những cái các bạn đặt vào nhạc của mình. Tất nhiên là các bạn có thể dùng trí tưởng tượng để tạo ra những cái mà nó không tồn tại trong cuộc sống của mình, và tạo ra cái câu chuyện mà tất cả mọi người có thể ấy. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn luôn ưu tiên cái sự cái chất thật ở trong nhạc, bởi vì nó giống như kiểu là sao ta, quên bạn. Ok, đấy, thế thì là xong phần lời đúng không? Ở phần lời thì mình hay chia cái bố cục của một bài trước, tức là mình là một người suy nghĩ khá là lý trí và logic, nên là mình làm mọi thứ nó theo một cách dập khuôn kiểu như thế. Tức là ví dụ như kiểu mình chia bố cục ra là beat vào trước, hay là beat vào trước, hay là verse vào trước, hay là mình bắt đầu một cái intro kiểu real talk gì đấy, xong rồi mình mới bắt đầu vào verse, hay là như nào, thì tùy với cả mỗi cái bài mình sẽ nghe nó thật kỹ để mình biết được là cái cách tiếp cận và khai thác bài hát như thế nào.
rồi mình sẽ có một cái bố cục trước, sau đấy thì mình sẽ chia nhỏ hơn nữa trong cái bố cục đấy. Ví dụ là verse này 16 bars thì 4 bar này nói về cái gì, tiếp theo là dẫn đến cái gì để kết lại là cái gì. Thì khi đó thì mình đã có một cái vision, mình có một cái hình ảnh rất là rõ ràng của cái bài nhạc ở trong đầu mình rồi thì dễ dàng hơn mình triển khai nó. Đó, và sau cùng thì khi mà viết xong verse nhạc rồi thì các bạn có thể đi thu. Lấy trường hợp, ví dụ như là trường hợp là đi thu ở ngoài chẳng hạn, thì mình nghĩ là trước khi mà đến phòng thu ấy, các bạn hãy phải học thuộc lòng tất cả cái verse rap, tất cả cái bài nhạc mà mình sẽ định thu, như thế tiết kiệm thời gian cho chính các bạn và chính những người có đời mà thu âm với các bạn nữa. Thứ hai nữa là lên sẵn ý tưởng, mình thu thì ví dụ mọng giọng thì mỏng đúng không, thì mình phải có một cái layer ở dưới trầm hơn để nó đẹp, nghe nó dày hơn. Đấy, hay là ví dụ là mình thích ad-lib nhiều thì chỗ nào ad-lib cái gì mình phải tự biết trước mấy cái đấy, chứ không phải là mấy cái đấy đến tận phòng thu mình mới làm thì rất tốn tiền và tốn thời gian nữa. Đó, và sau đấy thì sẽ đến cái phần mix master, tức là chỉnh lại về âm thanh với các thứ để cho nó gọn gàng, tiện để cho nó thành một bài nhạc dễ nghe, và như thế chúng ta đã có một cái sản phẩm tạm gọi có thể là hoàn chỉnh. Thế là câu hỏi này của các bạn quay được chiếc xoài ra tôi nói hay, tại vì chúng ở đây thì gần như là ba con người ba tính cách khác nhau, nên là vô hình chung là khi mà ban tổ chức đề ra câu hỏi này thì các bạn có nghe được ba câu chuyện của gần như là ba kiểu người khác nhau. Thì vừa rồi là ngày nào một người rất là quy tắc, còn mình thì một người chẳng biết gì, còn mình là một người may mắn vì mình yếu nhưng mà anh em mình đông. Ở đây chắc mọi người đã xem phim Finish and First, mình là Finish. Thì mình có một thằng em làm producer nữa, tên là Tú. Thì thằng nó như first, nó không nói gì nhiều. Thì mình đến phòng thu và mình bảo là Tú ơi, what we gonna do today? Rồi nó sẽ bảo ok, làm ra. Thì thế là mình làm. Thì nghe có vẻ hơi đấy, nhưng mà thực chất là vậy. Thế là mình tìm được một người mà mình tương đối là mình cảm thấy được là họ có thể cùng nhau đi lên với mình. Thì khác với lại những bạn newbie, mình may mắn hơn các bạn một chút. Mình sẽ ngồi bàn thảo với lại một cái người sản xuất âm nhạc để xem là mình muốn làm cái màu như thế này thì cái nào sẽ là bản phối phù hợp nhất. Và sau khi mà làm xong rồi thì mình sẽ lắng nghe thằng em của mình, tại vì mình không phải là người có quá nhiều kiến thức về nhạc lý. Rồi sau đó là em nghĩ là với cái này thì anh nên phân bố cục của vụ ra như vậy, chỗ nào hợp lý thì mình sẽ nói là ok làm thôi, còn chỗ nào nó không hợp lý mình nói là khoan đã, để nói mình cái này. Thì đấy là cách làm nhạc của mình với một người tương đối cũng hơi kém về mặt công nghệ, tay chân mình cũng lỏng cộng. Đây là cách tốt nhất là khuyên các bạn là nên chiếm được một first cho riêng mình, nếu mà bạn là Finish thì mình ngồi đây. Câu này ai hỏi cho ban tổ chức? Thì là ai cũng biết rồi. Đúng rồi. Không muốn gặp biết giá không hỏi không? Thì nhưng mà nếu là em thì em sẽ hỏi anh sao? Nếu là em thì tại vì rất nhiều cặp mà. Đúng rồi, em cũng đồng ý với cái điều này. Tức là theo em thấy thì mỗi một người khi mà họ đã làm nhạc là họ sẽ có mỗi cái workflow khác nhau, không có ai giống nhau một cái gì hết. Nhưng mà câu này đối với em vẫn là một câu hay, tại vì các bạn newbie sẽ tham khảo thêm được nhiều cái workflow khác nhau để các bạn áp dụng được vào mỗi nhiều trường hợp khác nữa mà sau này các bạn có thể gặp. Thì như nãy giờ cả buổi luôn chia sẻ là phải biết về thu, biết xong thu, biết xong quay xin nhất đó. Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cách khác nhau hoàn toàn luôn. Thì mình nghĩ đó là mình nghĩ mọi người nhìn vô cái bản năng của mình đi. Mình sẽ có những cái kỹ năng gì? Kỹ năng để một cái quy trình đó nó hoàn thiện, mình sẽ có kỹ năng viết, kỹ năng rap, kỹ thuật phòng thu và kỹ năng nghe. Mình có cái gu nghe nhạc thì mình nghĩ là mọi người nên tìm hiểu xem là mình đang tốt kỹ năng gì, mình đang yếu kỹ năng gì, mình tập trung vô mấy cái đó mình trau dồi. Chứ còn thu nhạc thì chỉ nói chỉ có vậy thôi, tại biết về quốc hiểu không? Thì bạn cũng có thể nghiên cứu qua nhiều bây giờ có YouTube mà mình nghiên cứu cá nhân mình rất là hay coi. Gần đây nhất là mình coi Alicia Keys với lại Swan Lee là
Alisaki với chồng là thuê cái stool để làm beat, xong rồi mời Swan Lee về, xong hai người cứ có hai cái video, cứ đứng hát freestyle, cái ai có nghe hay có ghi lại. Xong rồi J. Cole có một cái clip hồi xưa ở trên cái tour bus là ngồi làm beat. Sau này cái bài đó là bài Power Trip thì nó sẽ rất là random, nó sẽ còn Jay-Z là chưa bao giờ viết lời nào, lâu rồi, gần hai mấy năm rồi Jay-Z không viết một lần. Nếu mà anh em coi cái phim mới nhất của Kanye, anh em để ý là tụi rapper á, tụi nó vô thuê phòng thu, tụi nó làm tụi nó đi liền, không có thời gian để này kia cái kiểu, hoặc là tụi nó sẽ có những cái buổi off, nghĩa là tụi nó diễn tour xong 2 năm, 3 năm xong tụi nó sẽ off 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó để tụi nó làm bằng bông hay gì đó. Thì sẽ có rất nhiều cách. Thì Jay-Z là lịch rất là bận, book được cái ngày hôm nay là bắt buộc phải thu đi, book cái phòng thu nó vô bật beat freestyle xong vậy thôi. Và Jay-Z là xưa giờ diễn freestyle đó thì sẽ có rất là nhiều cách. Thì Jay-Z chọn cái kỹ năng freestyle là kỹ năng tốt nhất của Jay-Z, còn mọi thứ còn lại là kinh doanh. Thì đó là cái mình có thể chia sẻ được cho anh em, là anh em có thể coi thêm nhiều để mình tự biết. Như thầy Cao Dô cũng nói, điều biết anh em làm biết thì anh em có nét, anh em mua thiếu cũng được, có sao đâu. Thôi mà xưa mình là chuyên mua thiếu, mình mua những cái biết thì khi nào có tiền trả. Tới bây giờ cũng vậy, mình cũng hay mua thiếu xong mình thu âm thiếu, mình coi như là xong hết thì có tiền trả. Nhưng mà cái thiếu đó là mình thiếu visa, nhưng mà mình trả được lại cái là những người mình cho mình thiếu đó, người ta sau này thành là bạn mình đó. Mình giữ đúng lời hứa, mình trả tiền, mình làm việc với họ. Đó thì mình nghĩ là mọi người cứ enjoy cái quá trình sáng tạo của mình thôi. Cái gì người tình mình quá quan tâm hoặc lo lắng cái chuyện đó. Tiếp theo là quá trình phát hành. Tại vì em biết là có nhiều bạn newbie họ làm ra một bài nhạc, nhưng mà họ không biết cách làm sao để cái bài nhạc của họ tiếp cận được nhiều người, hoặc là cái mục tiêu người nghe, cái người mục tiêu mà họ muốn hướng đến, họ không biết cách tiếp cận. Thì cách phát hành như thế nào đối với những bạn newbie có điều kiện và những bạn newbie phải làm thủ công, thì mọi người có thể gợi ý cho họ những cái cách phát hành tốt cho bản thân. Mời mình like. Về cái việc phát hành thì hiểu đơn giản là bây giờ là mình đang có một cái bài hát hay là một cái project gì đấy trong tay mình, bây giờ làm đưa ra cho tất cả mọi người ở đây cùng nhìn thấy mà, đúng không? Thế thì mình sẽ có rất là nhiều cái nền tảng để làm việc đấy, và mỗi một cái nền tảng thì nó sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Mình nghĩ là cái nền tảng cơ bản nhất và rất là đa số các rapper bắt đầu nó là SoundCloud, nó miễn phí. Và low key nó rất là tiện với việc nghe nhạc, như là tìm ra những cái tên mới, tìm ra những cái tên rất là low key. Nói chung là nó là, đối với mình ấy thì nó là cái nôi của âm nhạc underground, nó không chỉ là rap mà là cái indie, là những cái hệ khác nữa. Thì SoundCloud nó là cái vùng đất kiểu như vậy. Thì ở trên SoundCloud thì nếu mình nhớ không nhầm thì có, đúng là các bạn có thể kiếm tiền từ streaming ở trên SoundCloud, tuy nhiên thì mình nghĩ là cái này nó gần như là bất khả thi. Và kể cả khi mà mình có thể bật kiếm tiền trên SoundCloud rồi thì cái tiền nó về cũng không đều lắm. Kể cả khi là bạn có khoảng rất là nhiều triệu lượt nghe thì cái khoản tiền nó về nó cũng không ổn định. Nên đối với mình thì SoundCloud nó là một cái nền tảng miễn phí và nó hợp để mà bắt đầu. Khi mà mình là nghệ sĩ nghiệp dư, mình không có quá là nhiều target, mình không có quá là nhiều cái tiêu chuẩn mình đặt ra cho bản thân. Thì đó là một cái nơi mà bạn có thể đưa nhạc của mình lên đó, rất là nhiều nghệ sĩ trẻ khác có thể tìm đến và giao lưu với bạn, hoặc là những người nghe nhạc. Mình thấy là thật ra là người nghe nhạc ở trên SoundCloud họ rất là có gu ấy, và họ là những người rất là ok từ cái cách hành xử cho đến cách support tất cả mọi thứ. Nên là mình vẫn luôn thích SoundCloud là một cái nền tảng phát hành. Bên cạnh đó thì có lẽ là cái nền tảng phổ biến nhất bây giờ đó là YouTube. Thì YouTube thì có thể kiếm được tiền. YouTube cũng sẽ kiếm được tiền khi mà kênh của bạn đạt được tối thiểu như là 10.000 sub và khoảng bao nhiêu giờ xem đó mình không thể cụ thể.
Và sau đấy thì lượt xem nó sẽ về dựa, tiền nó sẽ về dựa trên những cái số lượt xem và bằng cái việc là bạn bật quảng cáo trong cái video của bạn. Thì cái nền tảng YouTube nó sẽ phù hợp với cái việc là bạn vừa phát triển cái phong cách âm nhạc của mình và vừa xây dựng hình ảnh. Và mình thấy nó rất là phù hợp với cái thời điểm hiện tại khi mà cái giới giải trí cũng như là cái phong cách tiêu dùng về cái mặt giải trí của mọi người đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ sẽ mọi người khi mà nghe nhạc mọi người cũng sẽ muốn xem hình kèm với nó nữa, chứ mọi người cũng chỉ đơn giản nghe nhạc đơn thuần như hồi trước đó. Nên là YouTube nó là một cái nền tảng phổ biến nhất và phát triển nhất bây giờ mình nghĩ là như thế. YouTube nó sẽ phù hợp khi mà bạn làm một cái sản phẩm gì đó như kiểu là single hay là collab chẳng hạn, nhưng mà bạn muốn làm MV trông nó thật ok và tức là có hình ảnh, có cái mặt mình ở trưng lên trên đấy để mọi người biết mình là ai đó. Và những cái nền tảng khác, những cái nền tảng streaming platform ra tiền nhất ấy, thì nó sẽ là Spotify, Apple Music, Deezer, nó một cục những cái liên quan, nhưng mà hai thằng to nhất là Spotify và Apple Music. Thì đây là những cái nền tảng, những cái ứng dụng nghe nhạc mà phải trả phí, tức là những cái người dùng ứng dụng đó họ sẽ phải trả phí. Và ngược lại cái nhà làm ra ứng dụng họ sẽ trả phí cho những cái nhà sáng tạo ứng dụng. Đó, thì bằng cái việc mình đưa nhạc của mình lên trên Spotify và Apple Music thì qua mỗi lượt nghe thì mình sẽ nhận được tiền về. Thì cái này các bạn có thể đưa nhạc của mình lên trên đó qua hai cái ngạch. Một cái ngạch nó sẽ là qua những cái nhà phát hành nhạc vì lớn, ví dụ như là ở hiện tại ở Việt Nam mình có thể kể một vài cái tên như là local thì chúng ta có nhạc của Tui, của Zing. Hay là ở nước ngoài thì sẽ có Belief, có Yin Yang, có Universal, Warner rất là nhiều. Bây giờ cái thị trường nó cũng đang rất là sôi động mà. Thì những cái nhà phát hành này thì họ sẽ ăn chia với bạn một tỷ lệ nào đấy. Tức là họ phụ trách giúp bạn là đưa cái nhạc lên nền tảng. Và nếu mà có một bên nào đấy mà kiểu không liên quan up lậu lên chẳng hạn, thì họ sẽ cầm cái gậy của họ phang vào đầu vào đấy của bạn. Nó không phải làm điều đấy. Và ngược lại thì họ sẽ nhận được một cái khoản tiền từ cái số tiền mà âm nhạc của bạn kiếm được trên cái nền tảng này. Đó. Thì đấy là qua những cái nhà phát hành. Thì cái perks, cái ưu điểm của cái hình thức này là các nhà phát hành có thể giúp bạn về mặt truyền thông đó. Bởi vì họ cũng sẽ có những cái kênh truyền thông của riêng họ. Họ cũng sẽ có quan hệ với cả các đầu báo hay là các cái group truyền thông. Đó, thì đấy là cái mà họ có thể giúp bạn. Ngoài ra thì họ có thể giúp nhạc của bạn vào những cái playlist chẳng hạn, những cái playlist nhạc trẻ, playlist nhạc rap hay là cái gì đấy. Thì đấy là những cái mà nhà phát hành có thể giúp. Còn là một cái đường khác, mình vẫn có thể đưa nhạc của mình lên nền tảng. Tuy nhiên thì mình sẽ là người chủ trực tiếp làm cái điều đấy, là thông qua những cái nền tảng như là DistroKid và là có sáu cái này lâu rồi không biết, nhưng mà người thứ nhất sẽ là DistroKid. Thì nó cũng là như là một label phát hành nhạc, nhưng mà nó là online, nghĩa là trụ sở bạn ở nước ngoài, nó sẽ làm việc với tất cả mọi người ở trên toàn thế giới. Và đó thì bạn sẽ đưa nhạc của mình lên trên cái đấy và nó sẽ giúp bạn làm cái điều kia. Thì đấy là cái cách mà những cái nghệ sĩ indie trước giờ vẫn hay dùng, chủ yếu là như thế. Thế thì đó là những cái nền tảng cơ bản mình biết đến và mình có kiến thức. Thì ngược lại đối với các bạn ấy, khi mà các bạn có một cái sản phẩm trong tay, có một cái dự án ở trong tay của mình, thì các bạn nên xác định rõ xem là thứ nhất là các bạn phải cực kỳ hiểu nó nhé, hiểu nó là đối tượng người nghe của nó là ai, những người nào sẽ nghe nó, những người nào sẽ quan tâm đến nó, và thứ tiếp theo là bạn muốn làm gì với nó, bạn muốn nhận lại được cái gì. Và ngược lại là sẽ có một vài thứ mà các bạn sẽ phải bỏ ra để nhận lại được những cái đó, thì liệu cái đấy nó có đáng không, tức là cái giá của nó có đáng không. Đấy, ví dụ như là với một bài nhạc mà bạn đầu tư làm MV chẳng hạn hoành tráng hay các thứ, thì chắc chắn là sẽ phải lên tất cả nền tảng mà, đúng không? Nhưng mà đối với cả một cái bài nhạc đơn giản, một cái demo mà bạn viết tặng người yêu cũ hay là một cái gì đấy nó hoàn toàn đơn giản, thì có thể chỉ up lên SoundCloud thôi để cho giữ làm kỷ niệm, hay là những ai thật sự quan tâm đến cái tên của mình họ biết cái đấy. Thì một ngày nào đấy đẹp trời mình gặp họ ở ngoài mà em có nghe cái bài mình viết cho người cũ nhá, ok thằng này real fan đó. Thì mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có thể đem lại một cái giá trị khác nhau cho bạn, và bạn có rất là nhiều thứ cần làm với nó. Thế nên là khi mà mình xác định được rõ ra là mình cần cái gì,
mình nên làm cái gì thì lúc đấy là mình sẽ quyết định là mình phát hành cái sản phẩm mình trên nền tảng nào. Đúng rồi. Chắc là mình nên đi sang câu hỏi tiếp theo luôn. Thì phần này em muốn hỏi riêng anh Duy là câu hỏi đầu tiên là nó khá là liên quan đến những cái công việc của anh. Đó là những em biết là dạo gần đây các local brand rất là hay tài trợ cho các MV hip hop. Thì những cái lưu ý quan trọng gì mà các DB nên để cập tới khi mà họ xin tài trợ, ví dụ như cách viết mail hay là cách gửi proposal vân vân. Ok, cái vụ này thì Duy nghĩ là nên bắt đầu từ cái khúc là mọi người chọn ai để gửi proposal. Tại vì không, bây giờ nó là một cái win-win. Một cái là rapper có tiền để làm sản phẩm nhạc và thương hiệu có sự truyền thông từ khác, từ phía rapper. Thì không phải là mình đi xin tiền tài trợ nữa, mà mình đi mình chào mời họ hợp tác với mình, chứ không phải là đi xin xỏ. Nhưng mà bởi vì là mình chào mời hợp tác nên mình phải tìm đúng cái người mình chào. Ví dụ như cái thương hiệu đó chuyên bán đồ nữ bánh bèo, mà mình đi chào một vài nhạc căng quá đâu được đâu, đúng không? Hoặc là ví dụ như cái thương hiệu đó trước giờ như Green DC đi là không nói về bạo lực, không nói về hút chích, không nói về những cái mặt tối. Tức là thường thương hiệu Green DC hướng tới những cái tích cực của cuộc sống. Thì nếu như cái bài đó mình đát quá, mình lấy cái nỗi lòng mình ra mình viết, nhưng mà nó quá u tối, nó quá nhiều cái yếu tố nó mang tính chất không phù hợp với thương hiệu, thì khi các bạn gửi proposal cho thương hiệu chắc chắn sẽ từ chối, tại vì nó không phù hợp với hình ảnh của mình. Thành ra là mình thấy cái việc đầu tiên là mọi người nên chọn, tìm cái thương hiệu phù hợp với lại cái bài nhạc, với cái phong cách nhạc của cái bài đó là quan trọng nhất, tại vì nó đảm bảo cái việc cái bước tiếp theo nó có diễn ra hay không. Sau khi mà mình chọn được cái người mà mình nhắm được cái bài đó rồi, nhắm được cái thương hiệu đó rồi, thì tới cái bước này là có những cái thứ mà các bạn rapper trẻ hay bị mắc phải, là đối với lại một cái thương hiệu thì nếu mà là lần đầu hợp tác, mình không có cái gì để mình đánh giá về cái sự thành công của cái việc đầu tư vô một bài nhạc hết. Và khi đó thì nó chỉ có những cái thứ mà về nỗi mình tiếp xúc ngay lần đầu tiên nó tác động trực tiếp tới thương hiệu. Ví dụ như các bạn rapper sẽ hay viết email sai tả, cái lỗi đó rất là thường xuyên. Mình không biết tại sao, nhưng mà theo quy tắc của mình, ai sai tả mình không đọc tiếp. Nó hiện là vậy. Tại vì các bạn muốn chỉnh chu trong cái việc các bạn gửi một cái lời đề nghị hợp tác với mình, thì làm sao mà mình biết là cái sản phẩm các bạn ra có chỉnh chu hay không. Thành ra là để tiết kiệm thời gian cho hai bên là mình từ chối từ đầu những cái email như vậy. Cái thứ hai á, là các bạn gửi proposal mà không gửi kèm demo, không biết tại sao các bạn quên hay là sao đó. Hoặc là thứ ba là bạn gửi demo mà không gửi kèm proposal. Cái thứ tư á, là các bạn gửi cả hai cái nhưng mà bạn không cho mình coi cái kênh xã hội, cái mạng xã hội của bạn, bạn up vô kênh nào, cái profile cá nhân của bạn hoặc là cái profile đội nhóm của bạn là gì, các bạn không đưa gì hết, thì mình lấy gì mình đánh giá. Mấy bạn đưa ra một cái MV nhạc hay, ok, các bạn đưa ra proposal chỉnh chu, nhưng mà các bạn không cho mình biết là làm sao để cái kênh mà các bạn sẽ phân phối bài nhạc nó ra, liệu nó có đạt được cái hiệu quả truyền thông hay không. Tại vì thật sự mà nói, khi mà thương hiệu chọn đầu tư cho một cái sản phẩm nhạc, thì họ cũng mong muốn lấy lại là cái độ nhận biết thương hiệu qua cái sản phẩm nhạc đó. Bây giờ bỏ tiền chạy quảng cáo cho Facebook hay theo Instagram hay cũng được, hoặc là thậm chí là thuê các cái bạn hot boy thì cũng tiếp cận được những khách hàng tiềm năng của thương hiệu. Vậy thì đối với một sản phẩm nhạc, nó cần ít nhất nó cũng đáp ứng được cái chuyện là cái sản phẩm đó nó đến được với lại bao nhiêu người, và thương hiệu cần phải thấy được là khi mà mình bỏ cái khoản tiền ra theo những cái lời đề nghị của nghệ sĩ, thì mình sẽ lấy lại được cái gì. Và rất rất là nhiều các bạn không có đưa cái đó ra trong cái proposal của mình, hoặc là có
cái này mình xin lỗi, mình nói chuyện có thể là hơi đụng chạm, nhưng mà có một số bạn bị ảo á. Mình dùng cái từ ảo tại mình không có cái từ nào khác để nói tới cái chuyện đó. Mấy bạn, ý là mấy bạn không có kinh phân phối nhạc, mấy bạn không có support về truyền thông, mấy bạn chưa bao giờ có sản phẩm nhạc lên hit. Các sản phẩm trước đây của các bạn đều đang ở mức tầm trung hoặc là chỉ là tầm thấp về cái lượt view trên YouTube hoặc là SoundCloud hoặc là Spotify. Ê, mình nói YouTube thôi nha, tại vì thương hiệu đồ thời trang thì phải có hình ảnh. Mấy cái thương hiệu, mấy cái nền tảng khác nó không, các bạn không, mình không liên quan được. Thì các bạn đưa cái proposal, em sẽ làm cái MV ở cái đẳng cấp này, em thuê con rep của model làm, đội quay của em chỉ giá 100 triệu, 200 triệu gì đó, rồi em thuê em làm 4-5 set, nói chung là làm rất là chi tiết. Nhưng các bạn quên mất cái chuyện quan trọng nhất là thương hiệu được cái giá trị gì khi hợp tác cùng với các bạn. Thì các bạn đưa ra một cái proposal quá cao so với lại, không phải là thương hiệu đầu tư không được, mà thương hiệu thấy rằng, mình thấy rằng là khi mình bỏ cái khoản tiền nó vô thôi, tôi đi chạy Facebook Ads, tôi đạt được nhiều hiệu quả hơn. Thì tại vì nó là một cái mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi, nên khi mà các bạn đưa ra một proposal không thể chấp nhận được thì thương hiệu cũng sẽ từ chối. Có một cái vui vậy là không biết cũng vui hay buồn nha, là trong cái sản phẩm âm nhạc, tại vì hiện giờ đa số các cái thương hiệu địa phương giống như là Green DC á, mỗi một thương hiệu đều đã xác định sẵn cái màu sắc âm nhạc của mình rồi, có nội dung cái màu sắc thương hiệu của mình rồi. Và bởi vì vậy cho nên là khi mà các nghệ sĩ tiếp cận với thương hiệu á, các bạn sẽ, ví dụ như những bên mà chuyên nghiệp á, họ ra mixtape, ví dụ nghệ sĩ ra mixtape 5-7 bài, thì những bên chuyên nghiệp sẽ thậm chí là còn chọn ra là bài này tôi làm với bên A, bài kia tôi làm với bên B, và tôi nghĩ thương hiệu của bạn phù hợp với bài này nào. Còn có những cái bạn anh em rapper mới vô nghề hoặc là mới như bắt đầu làm mixtape, cái bộ đầu tiên, cái album đầu tiên chẳng hạn, các bạn gửi một loạt 5 bài cho Green DC, mấy bạn nói là anh thích bài nào làm thì làm bài đó cho anh, mà nghe 5 bài 5 hướng khác nhau gì đó, kiểu từ thất tình cho tới hận đời cho tới làm nhiều lắm. Thì mình thấy cái chuyện đó nó không có chuyên nghiệp. Đồng ý là các bạn mới bắt đầu bước chân vô hip hop, vô rap, bạn mong muốn được bước chân trên con đường ra thành nghệ sĩ, nhưng mấy bạn phải có một cái sự chuẩn bị ít nhất là đơn giản nhất để bạn hiểu được rằng thương hiệu đó đang nhắm tới cái gì, và nhạc của bạn trong 5 bài nhạc của bạn đang có thì bài nào phù hợp với thương hiệu đó bạn gửi cho thương hiệu đó. Tỷ lệ mà cái vòng sau mình thảo luận với nhau, mình trò chuyện với nhau nó cao hơn. Còn bạn gửi xong bạn kêu là anh thích nào làm đó cho anh thì tôi không thích nào hết. Rất là hay, cũng rất là hay gặp cái tình trạng đó. Một cái điểm cuối cùng nữa là giống như nãy Duy nói là khi mà mình GVC quyết định hợp tác với một nghệ sĩ nào đó thì cũng mong có lại được cái độ nhận diện thương hiệu trên cái sản phẩm của bạn. Thì trong các proposal, Duy biết cái này cũng hơi khó, tức là cam kết lượt view của một cái MV khi mà tài trợ thì cũng khá là khó để mình biết được là bạn học lên mình học không. Nhưng mà Duy có từng nhận được một cái proposal rất là hay như nè. Mấy bạn nói là giờ MV này em cam kết là 500.000 view, nếu MV này không được 500.000 view em làm cái MV khác để chừng nào reach được 500.000 view cho anh thì thôi. Thì mình nghe đó mình giống như có bảo hiểm gì á, thì mình có thể mình có nhu cầu tìm hiểu thêm. Tuy nhiên các bạn phải nhớ rằng không thể nào làm những cái gì quá sức của mình. Ví dụ như các bạn đưa ra portfolio của các bạn là những cái sản phẩm chỉ mới có 5.000, 10.000 hay là 20.000 view, thì các bạn không hề hứa với thương hiệu rằng em sẽ làm một cái sản phẩm nhạc 500.000 view cho anh đầu tư như đây tiền cho em đi, thì cho dù bạn có bảo hiểm tới 10 lần vậy thì thương hiệu cũng không dám làm dùng. Thì những cái đó là những cái thực tế mà Green Sea gặp phải trong cái quá trình mà hợp tác với lại các bạn rapper hoặc là những anh em trước hết. Thank you.
Đến với câu hỏi tiếp theo là như mình có nói từ đầu là rap Việt đang trong một cái giai đoạn chuyển mình rất là lớn, thì theo các khách mời, các rapper nói chung và các bạn newbie nói riêng nên chuẩn bị cho mình, nên update những cái gì cho cái series tiếp theo của rap Việt sắp tới. Mời mình like. Mình cảm thấy hồi nãy giờ những cái câu hỏi nó rất là liên quan với nhau, nhưng mà mình nghĩ là ban tổ chức sắp xếp nó câu từ nó không có dễ hiểu cho các bạn. Phát hành nhạc nó chỉ là một công cụ thôi, chiến lược đâu mà không quan trọng, quan trọng là có ai nghe không, đúng không? Các bạn có thể tự tìm hiểu cái đó trên Google cách phát hành nhạc, thì để xem có ai nghe không nó lại quay về vấn đề marketing. Marketing bài nhạc của bạn bằng cách nào? Mình á, thì mình gửi nhạc đi rất là nhiều nơi. Ai mình muốn gửi, ai nổi tiếng, ai nghe nhạc, ai reaction, mình gửi hết. Mình từng gửi cho account của DMX. Nghĩa là DMX, mình được DMX hồi âm, nhưng mà là quản lý hồi âm kêu mình là chuyển nó 2.000 đô thì nó sẽ đăng lên story. Nghĩa là cái account thiệt hơn 1 triệu follow. Đó là mặt marketing. Và marketing nó sẽ quay ngược lại cái vấn đề là bài nhạc các bạn có hay hay không. Nếu mà không hay thì các bạn đang làm mọi cách nhanh nhất để người ta chê nhạc của các bạn. Nó phải quay lại cái chuyện đó là dễ không hay không. Và cái chuyện làm thương hiệu tài trợ MV kiểu nó cũng là marketing. Nhưng là ngoài cái bài nhạc, bạn cảm thấy bài nhạc nó hay rồi, bạn muốn người ta phải thấy được cái nội dung qua hình ảnh của bạn. Các bạn, ai làm nhạc cũng sẽ có một một cái khúc này nè, bài nhạc này hay quá rồi, phải đóng MV thôi, phải làm MV thôi, phải vô đóng cái vô diễn cái. Cái đó là tự nhiên, cái đó là cái tự nhiên của mình đừng có bác bỏ nó, rất là ok. Nhưng mà các bạn quyết định lựa chọn ai sẽ là người làm hình ảnh cho mình, ai sẽ là người quay cho mình. Đừng có nghĩ là ai có cái máy quay là cũng quay được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn thích cái gì, bạn muốn insert cái idea của mình vô như thế nào. Và nó sẽ quay qua cái chuyện thương hiệu, đó là partnership. Nghĩa là một cái mối quan hệ bền vững với những cái người mà bạn sẽ hợp tác trong tương lai. Các bạn có thể newbie, các bạn có thể không làm được proposal đẹp, không có đội ngũ hay ho, không có gì hết, nhưng mà bạn có thuyết phục được người ta cái bài nhạc các bạn hay không. Tại mình chia sẻ cái câu chuyện của mình khi mình làm bài Mark Flow, mọi thứ nó không có gì là thiệt hết, cho đến lúc mà bên brand SWA gửi tiền để quay MV. Nghĩa là em không có thiệt ở đây, nghĩa là em thằng anh Phan nó xạo. Nghĩa là nó nói với mình là nó làm cái proposal để nó xin MV, nhưng mà không có. Nó lấy cái lyric của mình để nó gửi cho, cái này câu chuyện thiệt, nó gửi cho nhà tang lễ để người ta hát nhạc đám ma trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà người ta không làm được, người ta không làm được. Rồi 1-2 tháng sau mình mới hỏi nó, thì mình nói mình làm proposal gì đó. Tại lúc đó mình cũng mới chơi, mới biết anh Phan thì mình thấy nó cũng rất là giỏi, tới bây giờ nó vẫn giỏi. Nhưng mà mình hỏi nó, ê, proposal cái kiểu đó, cái nó kêu để nó làm, bữa giờ nó quên. Cái xong lúc đó nó bắt đầu nó làm. Xong rồi nó làm xong rồi nó kêu mình gửi đi, kêu mình biết gửi ai vậy. Cái mình quen ai thì mình gửi thôi, cũng y như cách nhạc của mình vậy. Lúc đó mình có một cái niềm tin rất là lớn, đó là cái bài nhạc đó nó sẽ hay. Thì mình quen cái anh đó, là anh đó tên là Khoa Lớp Trưởng. Anh đó là thiết kế mấy cái store cho mấy cái local brand. Thì anh đó mới kêu là, thì anh có quen bên Square qua hỏi thử. Thì khi mình qua mình gặp được bên anh Thịnh bên Square thì mình cũng chia sẻ luôn đó. Cái bài nhạc của em nó như vậy. Còn kể cả anh Lâm Đạo Đạo quay MV đó là anh không có quay cho mình. Mình tự gửi nhạc kiểu nào của bạn này, quay đi. Giống như mình đưa người ta vô cái thế, người ta không từ chối được. Người ta kiểu ok thì có tiền đi quay. Thì anh kêu giờ anh tính đi nhiêu tiền, em đi xin. Thì anh tính được nhiêu đó tiền. Thì khi mình làm việc với anh Thịnh đó, thì mình mới nhìn thấy một điều là mình phải coi họ như là những cái mối quan hệ thật của mình.
chứ mình đừng có nghĩ là mình sẽ làm xong rồi thôi. Mình không thể nào cam đoan với người ta, lúc đó mình nói thẳng lên thịnh luôn là em không cam đoan được là cái bài này nó sẽ thành công hay gì hết, nhưng mà em tin rằng nếu mà cái bài này MV nó sẽ đẹp thì thôi. Thì lúc đó mọi người rất là, nhưng mà bắt đầu mình mới thấy được cái mọi thứ nó giống như là một cái những cái buổi học vậy đó, buổi học vậy đấy, như là bắt đầu mình mới bắt đầu làm việc với bên đó, mình bắt đầu cùng nhau sáng tạo là sẽ mặc đồ gì, để logo ở đâu, mặc sao cho hợp lý. Rồi tụi mình tranh cãi là ở trong tiệm pizza là phải mặc sao cho Việt Nam nhất, cho tự nhiên nhất. Thì những cái đó nó bắt đầu nó giống như là mình hình thành cái mối quan hệ giữa mình với cái brand đó. Thì mình hy vọng rằng đó là chia sẻ của mình dành cho các bạn. Thì sau này các bạn có muốn làm MV, muốn làm cái gì đó với ai, thì mình nghĩ rằng đối tác bên đó họ cũng sẽ muốn phát triển một cái mối quan hệ với bạn. Tại vì căn bản là quay về cái chuyện nhạc hay không nữa, thì người ta thấy nhạc của bạn hay rồi, người ta kêu thằng này hay quá, ta muốn bỏ tiền vô. Thì khi bài nhạc của bạn hay rồi, thậm chí người nghĩ lúc đó người ta cũng không có quan trọng là nó sẽ được hay không, em nghĩ vậy, đúng không? Thì bài nhạc nó quay về những cái thứ hồi nãy giờ đó, các bạn nghe được đó, các bạn đừng quên rằng cái chuyện là phải làm một bài nhạc vừa hay, nó chỉ như đó. Bây giờ là cũng rất là nhiều thứ để update rồi, update bản thân đi, nghe nhạc nhiều hơn, học nhiều hơn, đẹp hơn, vì vậy thôi. Đến với câu hỏi cuối cùng của phần định hướng cho bản thân là một câu hỏi mà mình cảm thấy rất là quan trọng dành cho các bạn DB, đó là mình tầm quan trọng, mình xài từ hơi nó hơi nghiêm trọng tí, nhưng mà nó là tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp đối với một rapper, cái trách nhiệm của một người rapper hướng tới việc xây dựng một cộng đồng hip hop lành mạnh văn minh là như thế nào. Thì câu này em xin mời anh con Dô trả lời. Đạo đức nghề nghiệp. Ok, thế thì đến một cái thời điểm mà mình đã chọn một cái công việc và nghề của mình ấy, thì nó sẽ đi kèm với cả rất là nhiều cái trách nhiệm, rất là nhiều cái khác. Nó không còn là một sở thích, nó không còn là một cái thứ mình làm cho vui nữa. Và nghề thì nó sẽ có, thứ nhất là ví dụ những công việc khác nó sẽ có giờ hành trình. Nếu mà đã chọn làm nghệ thuật là nghề rồi thì mình cũng phải thức dậy mỗi ngày, mình vẫn phải viết nhạc, chứ không phải là trời mưa sao bao giờ hứng đến thì mình lại làm. Đó không phải là như thế. Nó phải có cái giờ hành chính của nó. Trong cái giờ khoảng giờ đấy thì bạn thật sự là tập trung làm việc, và bạn phải trau dồi kiến thức, bạn phải tìm hiểu thêm đó. Và cũng như những cái nghề khác thì nó còn có cái đạo đức nghề nghiệp ở trong đấy nữa. Thì mình vẫn hay nói đùa là thật ra thì làm nghệ sĩ chả sướng gì cả, mình là sướng ca vô loài, mình mấy thằng sở hơi mà còn là biết rap đấy, biết các thứ một tí thì cũng có thể là như thế, nhưng mà cũng có thể là mình là những cái người được chọn để đem đến những cái thông điệp đẹp và tích cực đến với cả những người khác, để thật sự là trải nghiệm cái cuộc sống này ở một cái góc nhìn nó real nhất có thể, và để những người mà vẫn còn đang mù mờ trong cái sự fake ở ngoài kia họ nhận ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sử dụng cái cổ họng của mình, sử dụng cái mồm của mình là như là một cái công cụ kiếm tiền, là như là một cái để định nghĩa bản thân, mình phải có trách nhiệm với nó, không để cho cái mồm đi chơi xa. Và từng cái lời mình nói ra trong cái câu chuyện hàng ngày, và đặc biệt là khi mà mình đặt nó vào âm nhạc ấy, thì phải có một sự cân nhắc rất là kỹ. Bởi vì mình hiểu được là ở thời điểm này thì mình có rất là nhiều những người đang lắng nghe những cái gì mình nói ra, và chính vì thế nên là mình không muốn đem những cái thông điệp sai lệch hay là những cái lời không hay đến với tai của họ. Bởi vì bản thân cái việc mà họ bỏ thời gian ở trong cuộc sống của họ ra để quan tâm đến mình như thế là một cái gánh nặng rất là lớn rồi.
mình phải trân trọng cái điều đấy. Và mình nghĩ là khi mà mình chọn là nghệ sĩ thì mình phải biết điều đó, mình phải biết là những cái người ủng hộ của mình, những người fan của mình, những người follower, những người dõi theo những bước đi của mình, họ thật sự là một cái tài liệu tài sản quý giá và mình phải trân trọng. Và chính vì thế nên là tạo ra cái ảnh hưởng tiêu cực của họ chỉ vì là ở một cái thời điểm nào đấy mình lắng nghe cái tôi, mình nghĩ như thế là hay, rồi mình nghĩ như thế là ngầu của chất, thì mình nghĩ như thế là không đáng đó. Thì đấy, khi mà mình đã chọn nó là một nghề thì phải có đạo đức nghề nghiệp chắc chắn là người. À, với cả là bây giờ nó khác, tức là mình nghĩ là thời điểm bây giờ mà các bạn chơi game này nó khác với cái lúc bọn mình chơi rất là nhiều, và khác hơn thời của các anh của bọn mình chơi rất là nhiều hồi trước. Ví dụ như là bạn làm một cái bài nhạc nó cực kỳ tục tĩu hay là nó cực kỳ vớ vẩn đi chẳng hạn, và bạn up nó lên forum ấy, thì cũng chỉ có từng đấy người xem thôi. Nhưng mà bây giờ là thời đại internet rồi, bạn nếu mà bạn nói một lời hay có thể là nó lan tỏa tất cả mọi người, nhưng mà các bạn nói một cái gì đấy nó linh danh tinh thôi thì cũng ngược lại tất cả mọi người sẽ biết đến cái điều đấy. Và một khi mà nó đã ở trên internet ấy, là nó ở trên internet mãi luôn. Thế nên là mình sẽ càng phải cân nhắc cẩn trọng của mình. Như đối với mình thì về cái đạo đức nghề nghiệp thì mình với mình thì âm nhạc nó là một cuộc chơi, mình luôn nhìn âm nhạc nó là một cuộc chơi, cho nên là đạo đức nghề nghiệp thì mình xin phép mình trả lời câu hỏi này với một cái lối trả lời nó nhẹ nhàng hơn, là trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng của chúng ta. Nếu mà mọi người nhớ thì ở đầu buổi những lời đầu tiên mình nói với mọi người là cá nhân mình nghĩ là đại diện của Việt Rap không phải là Gonzo, không phải là Bin Lai, không phải là mình và bất cứ ai hết, mà là mỗi người đang ngồi ở đây. Nếu mà mọi người về nhà, mọi người nói với gia đình là bạn bè gặp lại, bởi vì hỏi mọi người nhà này chơi gì, mọi người nói mọi người chơi xe hơi, chắc chắn người ta sẽ nhìn mọi người khác với chuyện là mọi người chơi rap, chắc chắn là như vậy. Mình tạm bỏ qua những vấn đề về vật chất, vì cộng đồng của chúng ta được tạo thành từ những nhân tố nhỏ là chính tất cả các bạn. Và cách các bạn, nếu mỗi các bạn ở đây đều là những người yêu nhạc rap, có công ăn việc làm ổn định, ngày sáng dậy chạy khoảng 4 vòng quanh nhà lấy thể lực, đi thư về trình, gọi nhà bảo vân, không tệ nạn xã hội, không cướp giật, không cướp, thì tôi chắc chắn luôn là sẽ không một bạn nào mà sẽ phải vấp phải sự phản ứng quá gay gắt của gia đình khi mà các bạn theo đuổi con game này. Đó là ý nhất. Còn ý thứ hai thì như lúc nãy cũng đã nói với các bạn rồi, với mình rap là nói chuyện. Chúng ta rồi sẽ có những người nói chuyện chưa có người nghe, có người nói chuyện có ít người nghe, có người nói chuyện có rất là nhiều người nghe. Và khi mà họ đã lắng nghe các bạn rồi, họ thích các bạn rồi, các bạn bảo gì họ nghĩ theo, các bạn nói gì họ làm theo, cẩn thận. Hồi nãy thì hỏi là mình thì nghĩ, anh thì nghĩ là ví dụ nếu mà các bạn xuất thân từ nghèo khó, bạo lực, ma túy hay là tệ nạn cái kiểu mà các bạn tìm được với rap và đã ở trong cái vùng an toàn của rap rồi, các bạn sẽ không dính líu tới mấy cái kiềng đó, thì đừng cố đưa ai vô cái kiềng là được, đừng có cố cổ suý ai đó quay lại cái nơi đó là được. Đó là cái mà mình nghĩ nãy giờ. Nhưng mà cũng đừng vì cái nguyên tắc đó mà làm mất đi sáng tạo của các bạn. Các bạn cũng có thể lấy những chủ đề đó ra để khai thác, để nói. Ví dụ như mình hồi xưa mình rất khoái, tới bây giờ mình cũng thích bài Khi Tao Lượn. Thì cái bài đó nó hơi cổ suý đua xe một chút, nhưng mà nó cũng rất là chặt chẽ ở cái chuyện các bạn chọn cái thông điệp hoặc sáng tạo cho cái thông điệp đó. Thì mình nghĩ các bạn đúc kết lại của ba người đó là cẩn thận với những cái mà mình phát ngôn ra. Nhiều khi nó chỉ là một cái đơn thuần là mình muốn sáng tạo thôi, nhưng mà đôi khi những người đó nhận, người ta hiểu theo một cái cách kiểu khác đó, thì cái đó là cái mà cái chuyện đạo đức mà mình thấy là cần cân nhắc cho nó thôi. Rồi trong quá trình mình làm việc với người này cái kiểu, người kia cái kiểu, thì mình nên giữ cái thái độ là làm việc tỉnh táo, siêng năng và hợp tác với mọi người để làm ra cái dự án hoàn chỉnh, đó là ok. Em muốn chị em xin phép được chia sẻ một xíu quan điểm của mình nữa, là
không chỉ riêng gì đối nãy giờ mọi người đã nói về cái trách nhiệm của mình đối với những người nghe nhạc của mình rồi, thì em cũng muốn bổ sung thêm là mình cũng phải có trách nhiệm với những người thuộc chính cộng đồng hip hop của mình, tức là mình không phải là mình cứ phải lúc nào cũng đưa tay giúp đỡ, nhưng mà mình phải đối xử tốt với những người chính cộng đồng hip hop của mình. Tại vì cộng đồng của mình vốn dĩ nó có thể là rap Việt nó đang ở một cái giai đoạn rất là, mình nhìn thì mình thấy nó rất là mạnh, nhưng mà cộng đồng mà những người mà thật sự có tình yêu với nó thì vẫn còn đang rất là ít. Mình phải biết trân quý những người đó và giúp họ, nếu như mà họ có một cái hoàn cảnh nó không được tốt trong cuộc sống thì cũng đừng cố làm sao để họ đừng có vì hip hop mà càng lún sâu vô những cái đen tối đó. Tại vì mình cũng xin được chia sẻ thẳng là hip hop, giống như hồi nãy anh Duy nói, hip hop nó cứu rất nhiều người nhưng mà nó cũng lấy đi rất nhiều của những người khác. Mà một ví dụ điển hình là Quang Trèo, thì mình không nói đùa, thì là mình nói thật. Tại vì cũng chính vì những người đã nghĩ xem anh ấy là một trò đùa và dẫn dắt anh ấy vào những cái nó không được tốt, thì dẫn đến một cái hoàn cảnh nó không được tươi sáng cho Quang Trèo. Thì mình muốn là mọi người cũng phải suy nghĩ đến trách nhiệm của mình khi mà đối xử với chính những người trong cộng đồng hip hop. Đó là quan điểm của mình. Cảm ơn mọi người. Và phần cuối cùng là phần khán giả sẽ đặt câu hỏi. Thì mình xin lưu ý là phần này chỉ có 30 phút, nên mỗi người đặt câu hỏi sẽ chỉ chọn một khách mời để trả lời mà thôi. Thì ai sẽ là người đặt câu hỏi đầu tiên này? Mình mời bạn. Bạn hãy giới thiệu về bản thân mình một chút. Cảm ơn bạn. Chào mọi người, chào các anh ở đây ạ. Tên của em là Đình Phúc ạ. Rap name của em là Đi Phúc Xin. Em đến từ Bà Rịa Sao. Người đầu tiên thì em cảm ơn Việt Hip Hop đã có dự án Make Hip Hop Great Again, để em và các bạn có cái cơ hội ở đây để giao lưu cùng mọi người. Thì em xin được nói ngắn gọn về cái background của em là em từng sống ở nước ngoài ở Úc 7 năm, em mới về Việt Nam đấy thôi. Và cái thời gian đen tối nhất của đời em thì Hip Hop đã đưa một cái cánh tay nhiều em lên. Thì cái mục đích lớn nhất của em hiện tại đó là mang Hip Hop về cho cái địa phương của em, đó là thành Vinh, Nghệ An. Thì em muốn đưa ra một câu hỏi là sắp tới vào ngày 3/7 thì bọn em và cả nhóm sẽ làm một cái gì đấy cho Hip Hop, thì không chỉ là anh em rap mà cho tất cả các anh em chơi Hip Hop như là breakdance, graffiti hay là DJ, thì em muốn anh Gonzo là một hướng đi nào đấy để có thể kết nối và đoàn kết anh em. Cho em xin cảm ơn anh Derby đã react sản phẩm nghệ sản phẩm của bọn em. Cảm ơn anh. Câu hỏi của em nghĩa là anh có lời khuyên hay là hướng đi nào dành cho bọn em trong cái việc là phát triển cộng đồng của địa phương không, đúng không? Ok, thì anh sẽ chia sẻ câu chuyện của bọn từ góc nhìn của bọn anh là Rap Vital đi. Thì cái thời điểm ban đầu bọn anh tổ chức ra những cái show nó rất là thiếu chuyên nghiệp, nó rất là linh tinh, bởi vì bọn anh không có kinh nghiệm gì cả và cũng không có ai giúp đỡ bọn anh. Và những cái sự kiện đấy thì nó sẽ lỗ và cái thành phần tham dự nó sẽ dưới 100 người, nói chung là rất là ít rồi. Nhưng mà không vì cái lý do đấy mà bọn anh dừng lại. Bọn anh sẽ tiếp tục làm những cái sự kiện tiếp theo, cái lần sau tốt hơn lần trước một tí. Và bởi vì là nó không chỉ đơn giản là làm cho mình nữa mà làm cho những anh em xung quanh. Tức là khi đấy, khi mà tổ chức show thì Rapital cũng sẽ kéo những cái đội anh em khác ở trong cùng khu vực, trong cùng thành phố, cho họ cái cơ hội để được on stage, được đem cái âm nhạc của mình đến với cả những người khác. Và sau khi mà bọn anh làm những video đấy rồi thì bọn anh tiến hành tổ chức một cái sự kiện, đó là kết hợp giữa rap và nhảy của Graffiti, Rap Vitality 2. Và đấy là một cái sự kiện mà cũng được mọi người đón nhận rất là nhiều. Và đấy là một cái hôm mà thật sự anh rất là vui, bởi vì anh cảm nhận được cái không khí hip hop ấy. Tức là nó không chỉ là cuộc chơi của rap nữa rồi, mà nó là một cái sân chơi của tất cả mọi người. Và ở đây thấy mọi người đều vui vẻ chan hòa với nhau. Và hồi trước thì chỉ thầm nghĩ đến cái đấy thôi, mà đến cái ngày hôm đấy thì thật sự nó hiện ra trước mặt anh thì anh rất là vui. Thì anh nghĩ là ở phía bọn em cũng là như thế. Đây sẽ là những cái
cái bước bắt đầu tiên thì nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà sau khi những cái bước đầu khó khăn nhất ấy, thì mọi thứ về sau nó sẽ dễ một chút. Thì quan trọng là hãy cứ làm, bởi vì em đang làm nó cho chính bản thân em. Mình sẽ cảm thấy rất là vui khi mình tổ chức được một cái show, một cái sự kiện như thế. Nhưng mà mình không làm nó cho nhiều người khác nữa. Tại vì là đúng là anh cảm giác là ở bên Nghệ An thì cũng chưa có một cái phong trào thực sự là mạnh. Nên là có thể là chính các em sẽ là cái tác nhân mà khiến điều đấy thay đổi ra, đúng không? Nên là ok, rất là vui vì em có mặt ở đây và cũng như là hỏi anh cái điều đấy. Và anh sẽ chờ cái sự kiện của bọn em cũng như là những cái gì mà bọn em sẽ đem đến từ em tới đây. Cảm ơn anh Benzo và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Có ai muốn đặt câu hỏi tiếp theo không? Mời bạn. Xin chào tất cả mọi người và chào các vị khách mời ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã tổ chức ra cái buổi tọa đàm hôm nay để tạo điều kiện cho em đặt câu hỏi. Và chuyện là mấy bữa trước em có thấy một cái luận điểm, đó chính là không chỉ riêng về rap mà về cái việc mà làm việc mà cần có khách hàng để thành công, thì người ta nói là phải xây dựng cái mối liên kết của mình với xã hội trước và phải đi gây dựng nhiều mối quan hệ, và nó là thứ quan trọng hơn cả việc xây dựng cái kỹ năng của bản thân mình, và mình phải bước ra khỏi phòng để gọi là xây dựng mối quan hệ với người khác, bởi vì kỹ năng người ta gọi là thứ yếu. Em thì nếu mà cái đó thì em thường thì em không để ý đâu, nhưng cái đó là được share bởi một người khá là có tiếng trong cộng đồng hip hop của mình, và em cũng là tôn trọng người đó. Em thấy cái góc nhìn đó khá là thú vị, cho nên là em muốn hỏi ý kiến của các anh về cái góc nhìn đó, là liệu chúng ta nên quan trọng hơn về mối quan hệ của mình với những người trong cộng đồng, hay là quan trọng hơn là kỹ năng chuyên môn của bản thân? Và nếu mà để phát triển thì mình nó phát triển một trong hai quan trọng hơn hay là phát triển đồng đều cả hai? Đấy là câu hỏi của em. Em xin hỏi anh The Bee của mình. Đầu tiên là anh cảm ơn em đã đặt cho anh một câu hỏi mà anh nghĩ là bản thân anh có nghĩa là cũng đang phần nào đi tìm câu trả lời. Trau dồi kỹ năng của bản thân hay là khiến cho cái phòng trò xã hội của bạn nó phong phú hơn, để bạn có thể có những người cùng đi với bạn, đồng hành với bạn để đưa sản phẩm của bạn bay cao hơn. Đó là nghĩ không phải là câu hỏi của mình anh đâu, chắc chắn là những người ở đây cũng đã từng ít nhất một lần trải qua những câu hỏi rồi, nhất là những người tính nội tâm hay khóc thầm. Thì cái việc mà họ ở nhà quá nhiều nó khiến cho cái việc mà họ cảm thấy là cái việc mà đi ra ngoài hay là bắt đầu muốn quan hệ với ai đó nó trở nên khá là mệt mỏi. Anh không biết em có đang có chịu qua thực trạng như thế hay không, và anh một thời gian anh cũng trải qua điều đó rồi. Thì với anh á, thì như anh đã nói với em á, anh đến với con game này là vì vui. Anh đến con game này là vì vui, nên là cái gì anh cảm thấy vui anh sẽ làm. Nó sẽ không có một câu trả lời đúng. Sẽ có người đó nói em là thôi lo tập rap đi, mở rộng circle làm gì. Nhưng mà có khi mình có cái ý tưởng này hay mình muốn chia sẻ, muốn tìm người collab cũng khó chứ. Rồi cũng sẽ có một anh đó nói với em là thế thôi lo đi ra ngoài kiếm anh em đi, rồi anh em phải nâng mày lên. Thế nói ra là nhạc rồi là nhạc anh em mày hay không, nhạc mày tao chả thấy. Rồi là sẽ không, anh nghĩ cá nhân anh nghĩ sẽ không có một câu trả lời đích đáng nào, bằng việc là chính em đưa ra câu trả lời cho em cần cái gì và cái gì làm em vui. Chúc em vui. Cảm ơn anh Châu. Bạn đã đặt câu hỏi hồi nãy ở dưới có một bạn, hồi nãy bạn giơ tay đúng không? Mời bạn. Yo, hello tất cả mọi người, mình tên là Quyết, mình đến từ Nha Trang và bây giờ mình muốn đặt câu hỏi với anh là bây giờ làm sao để em có thể được fit với anh một verse cho một bài nào đó. Điều đầu tiên đó là em phải gửi cho anh. Điều thứ hai là phải hay, mình chỉ có hai điều kiện đó thôi. Bây giờ khoan nha, bây giờ bạn nào giơ tay, mình đến thôi, từ một tới ba bạn nào giơ tay đầu tiên đi, thì nhiều quá mình không biết đưa ra chứ. Xin lỗi mọi người, bây giờ nha, 1, 2, 3. Ok, mình thấy bạn này giơ tay đầu tiên rồi. Dạ em xin chào mọi người, em là Văn Thiện ạ. Em muốn có một câu hỏi cho anh Thanh Duy. Em may mắn trong quãng đời sinh viên của mình được phát triển trong môi trường mà em có thể tìm kiếm như đại trợ và sản phẩm proposal.
Vậy khi nếu em trở thành một rapper thì em có thể lợi thế đấy khi tìm kiếm nhà tài trợ. Vậy T1, nếu như mà một rapper không có những kỹ năng đấy thì họ phải trau dồi hay là họ chỉ cần tập trung vào phần âm nhạc của bản thân để thu hút nhà tài trợ? Em xin hết. Trong Green DC á thì có một cái bộ phận là phòng truyền thông. Trong cái phòng truyền thông á, cái tôn chỉ lớn nhất á, nội dung là vua. Nghĩa là chất lượng cốt lõi mới là thứ quan trọng nhất. Khi mà mình là một nghệ sĩ thì sản phẩm của mình là thứ quan trọng nhất. Nếu như nhạc của mọi người hay, những thương hiệu như Green DC và những thương hiệu khác luôn, thật ra mỗi thương hiệu đều có một cái đội media nhạc gần nhà. Giờ ví dụ như anh em mới chưa có bất kỳ một cái tổ chức nào đứng sau, không có đội nhóm, có gì hết, coi như là trắng tay đi, nhưng mà mọi người rút ruột rút gan viết ra bài nhạc hay thì hay, thì thương hiệu sẵn sàng đưa team media đi quay cho mọi người. Chuyện đó có thiệt. Và Green DC từng làm vậy, và những thương hiệu khác trong lưu của brand cũng từng làm như vậy. Có. Nên khi mà em nói là không biết nên phát triển, nếu mà rapper không có những cái đó, chỉ biết rap thôi, không sao hết. Mọi người làm ra một bài nhạc hay, mọi người có kỹ năng tốt, mọi người biết mình đang làm gì trong cái chuyên môn của mình, thì chuyện còn lại nó sẽ tự đến, nó đến là tự nhiên. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu như mà mình biết làm thì mình cũng tập, nó cũng có cái lợi thế luôn đó. Nhưng mà mình anh muốn kể xíu là hồi xưa cách đây 5 năm lúc mà bắt đầu á, lúc mà bạn có tài mà và Green DC đến với nhau, lúc đó bạn có tài mà không có bài hit, Green DC không bán được sản phẩm, hai bên không có gì hết đến với nhau. Mọi người biết lúc đó Đức đó là trưởng nhóm bạn có tài mà xin Green DC, lúc đó thì gọi là xin đi tại vì chưa có nổi tiếng, xin Green DC gì không? Anh Duy tài trợ cho em con GoPro đi quay MV. Em xin tiền mua cái con camera hành trình đó để đi em quay cái MV. Bài ghé qua bao nhiêu triệu view mọi người biết rồi đúng không? Biết tại sao bài đó nhiều view không? Chất lượng của nó, chất lượng bản thân, cái lời nhạc, cái tâm hồn, cái câu chuyện của nó. Và cái đó cũng là thứ quan trọng nhất là một nghệ sĩ. Nếu mà em quá tập trung vào chuyện đi tìm nhà tài trợ, và em quá tập trung vào chuyện là tôi cần một cái khoản tiền rất lớn để mà có thể làm cái MV, tại tôi quá muốn cái MV tôi nó như nước ngoài, mà mọi người quên đi mất cái giá trị cốt lõi là bài nhạc của mình, cái giá trị mình muốn truyền tải. Mình đâu phải nhạc sĩ thị trường đâu, mình đang kể câu chuyện cuộc đời của mình qua cái bài nhạc đó. Thì nếu như cái bài nhạc nó chạm tới con tim của người nghe thì mọi thứ còn lại sẽ tự động xảy ra. Cảm ơn anh Duy. Ok, đến từ 1 tới 3 tiếp nha. 1, 2, 3. Ok, xin mời em Ngô Đức Huy. Chào tất cả mọi người, em là Huy. Thì hiện tại thì em đang có một đội rap nhỏ nhỏ, tên là Đưa Rap. Thì hiện tại thì đội của em đang phát triển một cách gọi là khá là lung tung, lung tăng trên mỗi người một bài, mỗi người một bài á. Thì em muốn hỏi anh Lai là nếu mà mình có một đội, một nhóm như vậy thì anh làm cách nào để anh giống như kiểu under the hood, thì làm sao để anh có thể gọi là quản lý mọi người và cũng như là định hướng cho mọi người? Nghĩ cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn không thể nữa. Thì ra nói là làm việc với nghệ sĩ rất là khó, chặt chen lắm, sáng nắng chiều mưa rồi tùm lum á. Như bạn kia hồi nãy cũng phải, nó cũng phải suy nghĩ tới chuyện kinh doanh, chuyện làm cái này làm cái kia cái đó. Thì em nghĩ thứ nhất là em nên chuẩn bị, em là trưởng nhóm thì em thứ nhất là phải đặt cho mình một cái
một cái tinh thần là em muốn tất cả mọi người đều phát triển. Đó là một cái tinh thần nó rất là khó. Đó là tại vì làm việc với sẽ có lúc cãi lộn, lúc này lúc kia cái kiểu. Và cái thứ hai đó là em cứ để cho mọi người tự do phát triển, nghĩa là họ muốn thích cái gì, họ làm cái gì hoặc là như thế nào đó thì mình tìm mọi cách mình đáp ứng được cho anh em của mình để anh em mình làm thôi. Thì em nghĩ cái đó là quan trọng, là cái sự gắn bó của em, hiểu không? Cái đó mới là cái đi lâu nhất, cái xa nhất, chứ còn chủ yếu là để phát triển tới tháng 6 này được nhiêu đó tiền hay là được nhiêu đó cái kiểu thì nó sẽ em nghĩ vậy. Cứ partnership đó là cái mối quan hệ bạn bè của em, anh em của em chung một con thuyền với em, thì em bằng mọi giá, bằng mọi cách phải làm, không được có quan tâm đến kết quả hay bao lâu hay là như thế nào á, làm thôi. Nó là như khó khăn cái nào là gì cũng phải chấp nhận làm vậy thôi. Cảm ơn anh. 1, 2, 3 mời anh Tội. Xin chào các vị khách mời, chào tất cả mọi người. Em là Tội. Thì em có một cái câu hỏi như thế này dành cho anh Bình Lai. Em hiểu cái quy trình đi lên ghi tên ở trong rap Việt có như thế này. Chúng ta có làm ra một cái sản phẩm nhất định, chúng ta thu lại về lợi nhuận, chúng ta lấy lợi nhuận và chúng ta đầu tư tiếp cho sản phẩm kế tiếp, và như vậy chất lượng sản phẩm đi lên từ từ, kéo theo lợi nhuận đi lên từ từ. Đó là giai đoạn đi lên. Khi chúng ta, khi cái đồ nhận diện thương hiệu chúng ta đạt tới một mức độ nhất định nào đó, ok, trong vòng 10 người chúng ta hỏi random ở ngoài phố đi bộ, 8 người số 1 của chúng ta, đó là xong giai đoạn ghi tên. Thì em muốn hỏi là một người nghệ sĩ có chất lượng về bài nhạc, có chất lượng về khả năng sáng tác, và họ đang gặp vấn đề về cái việc truyền thông cho chính họ, thì họ có thể liên hệ hoặc là liên kết với những bên nào để có thể hỗ trợ họ trong những cái vấn đề về truyền thông, và từ đó làm ra những cái sản phẩm chất lượng ở thời điểm đầu để tăng độ nhận diện thương hiệu từ 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 từ. Theo cái kinh nghiệm là bị quan bên lai trong khoảng 6 năm. Câu hỏi rất là hay. Cái này là thứ nhất là nó khó. Câu hỏi anh thấy nha, câu chuyện riêng của anh nha, anh cảm thấy là anh may mắn. Nghĩa là trước khi mà anh được cộng đồng hip hop biết đến là anh rap đó, thì anh đi làm cái chuyện khác. Anh phụ hotel quay, anh phụ làm MC của show Super Infamous, cái gì anh cũng làm đó. Anh cảm thấy là từ cái gì mình cũng muốn làm, đâm ra khi mình gặp gỡ được nhiều người, mình học được nhiều hơn. Sau này nó thật là một câu chuyện là nếu hồi xưa anh không đi quay với Mattel thì anh sẽ không biết được là cái đoàn quay phim người ta làm một cái MV như thế nào, không biết được vị trí của đạo diễn là như thế nào. Tại vì em phải biết được đạo diễn làm cái gì, thì tại đạo diễn là người quay cho em mà, em phải hiểu được cái vị trí đạo diễn là người ta làm cái gì, đúng không? Thì em mới chọn cho mình được một cái người đạo diễn thích hợp, phù hợp để khai thác cái hình ảnh của em hay nhất, em thích nhất. Thì để trả lời cho cái câu của em thì anh nghĩ là nên cân bằng lại, cái gì cũng phải học chút, biết chút. Như nãy bạn thì hỏi là có nên ra ngoài tiếp thu mối quan hệ này kia không, chắc chắn phải có, không thể nào mở cái tiệm bánh mì xong rồi không cần ai tới mua, đúng không? Thì cái gì mình cũng phải cân bằng lại. Bây giờ mình rap hay quá rồi mình nói chỉ với người ta dở quá thì nên học cách nói chuyện của mình, hoặc là mình làm proposal đẹp quá nhưng mà kênh YouTube mình mấy khi mình lỏng lẻo mấy khi nó sẽ có những cái sai sót mình phải học thế nào. Nhưng mà anh nghĩ là nên có những người bạn đồng hành với mình. Ví dụ đây anh tín hiệu một người đây là Minh Thái, đó là một người rất là quan trọng cho lời đúng. Dù nếu không có Thái thì sẽ không ai làm mấy cái, không ai nói cho anh nghe được mấy cái của anh sai, mấy cái bạn có thể viết được những cái kiểu. Thì nghĩa là một hành trình dài để mình tự học cái gì tốt cho mình, kiến thức thêm cho mình cái kiểu. Dạ, cảm ơn.
xây dựng cái lượng fanpage, xây dựng cái lượng theo dõi của họ tốt hơn bạn, thì tất cả mọi thứ nó đều sẽ được cho ra kết quả hoặc là một sản phẩm được nhiều người biết và có tính chất lan tỏa cao. Mấy rất là hiểu câu hỏi của em, vì cái bạn mới bước vào con game này thì các bạn cũng có hay lên, các bạn cũng có hỏi là em làm như thế này như kia thì bị gọi là bắt chước, nhưng vấn đề là các bạn có chước hay không. Nói thẳng thắn thì tôi từ trước khi làm nhạc mình cũng có rất nhiều người mình thích nghe nhạc mình bắt chước, mình nói thẳng là khoảng thời gian đầu mình học hỏi rất nhiều những người đi trước, nhưng mà đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy là cái sự bắt chước đó nó có giúp bạn đi được xa hay không, nó giúp được bạn đi được đến đâu hay không, và có thực sự là cái phong cách của những người bạn đang thích nó hợp với bạn hay không. Đó cũng là một vấn đề, có nhiều người thích cái phong cách đó nhưng mà mình không phải là họ, mình làm hoài nó không ra màu. Mình như chẳng hạn tôi ví dụ bạn thích Andre, nhưng mà các bạn chưa bao giờ trải qua cuộc chơi nào đến quá 2 giờ sáng rap vô gặp Andre thì chắc chắn là cách nào đó nó sẽ rất khó để các bạn ra được màu như là anh Andre, và tương tự như vậy. Cho nên là nhiều khi các bạn rất là hiểu tâm lý của các bạn mới, là các bạn luôn muốn là tất cả mọi thứ sẽ được tất cả những người đi trước giang đôi tay ra hỗ trợ các bạn, hỗ trợ các bạn cùng đi lên. Và với cá nhân tôi thì xin lỗi các bạn, là tôi nghĩ là sự respect và sự giúp đỡ phải được kiếm chứ nó không được cho. Bất kể một cái gì mà theo cái cơ chế cho nhận với tôi đều là không bền. Các bạn phải tự kiếm, các bạn tự kiếm cái sự tôn trọng của mình. Tất cả chúng tôi ở đây chắc chắn mỗi người mỗi ngày phải ăn ít nhất 2 comment chửi trên mạng xã hội. Đó là tôi thống kê trung bình, có người nhiều hơn, người như kiểu Minh Lai đây lớn sân qua nhảy thì rất là có nhiều hơn chút. Nhưng mà đó thì cái việc đó là cái việc mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Để các bạn đến con game là vì cái gì? Vì vui đúng không? Tất cả bạn đến con game là vì vui đúng không? Ok, vui là được. Tới với 2 người, 3 người cuối cùng rồi nha. Ok, 1, 2, 3. Mình thấy bạn này giơ tay nhanh hơn nè. Dạ, chào tất cả mọi người, em tên là Hạo Nhi. Em là moderator của group Hip Hop For Life.
thắc mắc là em, tại em cũng là newbie đúng không? Nhưng mà rõ ràng là bộ môn rap của mình thì mình học trên mạng, thì học ngoài đường đúng không? Mình không có trường lớp gì hết, không có bằng cấp, không có chứng chỉ gì hết. Thì rõ ràng là mình không biết tới khi nào mà mình đạt được đủ cái chỉ tiêu là mình rap hay, tới khi nào mà mình thực sự là được mọi người công nhận có đúng hay không. Lâu lâu trên mạng thì người khen khen mình chết, thì ra tụi nó ghét mình chết. Nên tụi nó nói vậy giống như quan tèo, rồi tụi nó dắt mình á. Mình đâu biết được đâu đúng không? Thì mình cũng không có một cái con đường nào mà được công nhận là cách cho mình được trở thành một rapper chính thống. Một cái người được công nhận thì cho em hỏi anh Conzo, có cách nào để mình biết được là bản thân mình đã đủ cái gọi là kỹ năng, đủ cái nhận thức về khả năng rap của mình chưa? Khả năng âm nhạc của mình chưa? Ok, đó là câu hỏi. Câu hỏi thứ hai đấy đúng là nó rất là khó. Có cách nào để biết không? Cách nào biết không này? Bình thường thì anh sẽ thấy là khi nếu mà mình làm thật sự hay ấy, thì người khác sẽ công nhận điều đó. Người khác sẽ nói ra điều đấy của mình và ý của anh ở đây là thật sự là những người ở xung quanh em, ví dụ như kiểu là em có cơ hội để diễn live ở một cái sự kiện nào đấy đúng không? Em cháy, nó mọi người dưới bảo em cháy thì em có thể nhìn vào mắt họ và em biết được điều đấy là đúng hay sai. Còn những cái thằng ở trên mạng chắc chắn là mình không biết được. Không, nhưng mà thế là ví dụ mà có một vài thằng anh check qua profile là em biết được là những gì nó nói là như nào đấy. Nhưng mà những cái trên mạng thì thôi bỏ đi không nói nhé. Nhưng mà ví dụ những người bạn ở xung quanh em, những người homie chơi cùng em, những người khán giả của em ở một cái sự kiện trực tiếp nào đấy thì cái đó mình hoàn toàn có thể cảm nhận được. Và ngoài ra thì anh nghĩ là cái như nào nhỉ, nó vẫn phải là sự cân bằng nhé. Tức là đồng thời mình phải có cả hai cái. Thứ nhất, mình phải có một cái niềm tin mãnh liệt là I'm the shit, tao làm được, tao hay vãi trưởng luôn, chẳng qua là chúng mày có thể nhìn thấy điều đấy hoặc là không. Nhưng mà không nhìn thấy thôi, tôi cho bạn không có gì cả đấy. Nhưng mà mình phải có niềm tin mãnh liệt đấy, tại vì là nếu mà mình không cho mình cái đấy thì những người khác không cho mình cái đấy đâu. Anh nghĩ là như thế. Và cái thứ hai nữa là mình cũng phải biết là kể cả là như thế thì mình cũng không thể nào là người đứng đầu và mình cũng không thể nào hoàn hảo được. Mình sẽ vẫn phải trau dồi mỗi ngày, mình vẫn phải cải thiện, mình vẫn phải làm tất cả mọi thứ để mình tiến lên phía trước, mình sẽ phải đi về phía trước thôi. Nhưng mà anh nghĩ là đến cái thời điểm mà mình biết được là ấy được là rồi là có thể nhá, sẽ có một vài cái cột mốc và nó giúp em nhìn nhận ra điều đấy. Ví dụ như kiểu là khi mà anh nhìn lại, tức là đến một thời điểm đi lại, anh dừng lại và anh nhìn lại xem những khoảng thời gian vừa rồi anh làm cái gì. Lúc đấy là anh tự đạo diễn được cái MV đầu tiên của anh, tất nhiên là low budget, nó kiểu trông kiểu tùm lum tè le ra, nhưng mà ít nhất là mình tự làm ra được khoảng chất xám của mình. Thứ hai là lúc đấy anh đang điều hành đội nhóm của anh khá là ổn, kiểu Rapido cũng được mọi người biết đến, cũng được mọi người ủng hộ, tổ chức ra được một vài cái sự kiện mà cháy vé, xong rồi bắt đầu là cũng làm được một cái giải để đóng góp cho cộng đồng nhiều thứ các thứ. Thì lúc đấy anh nhìn lại và thế cũng ok đấy chứ, đúng không? Thì cái sự công nhận đấy anh nghĩ là khi mà mình ngừng kiếm tìm nó, mình biết nó là ở trong này rồi thì mình ngừng kiếm tìm nó và khi tự mình cho mình được cái đấy rồi theo thái độ hoang mồ nhất có thể nhá, thì mình sẽ không tự hỏi cái đó nữa. Lúc đấy thì có hay không sự công nhận của người khác không quan trọng lắm, bởi vì tự mình công nhận bản thân mình rồi. Vai trò của rap fan như thế nào ở trong cái cuộc chơi này, giống như anh Duy đi, anh tham gia vào con game này thì anh là nghề của anh là quản lý một cái brand, các vị khách mời ở đây thì là nghề của các bạn là rapper, có các bạn thì newbie để muốn làm rapper thì rap fan làm gì? Dạ, anh có hỏi tương lai không? Anh lại
quay về cái nguồn gốc của rap là một con người da màu. Con nít tụi nó đẻ ra là biết đi creep work rồi. Nó đi học thôi. Ba tụi nó chở tới trường, đó không có sợ đâu. Tinh tập tay, mình thấy được mấy cái clip cha con ghi là ở trong gia đình người ta chăm sóc nhau, người ta nói chuyện với nhau bằng những cái phong thái rất là hip hop. Đối với mình nó là hip hop, nhưng đối với họ nó là cái chuyện hàng ngày. Thì mình nghĩ là mình ở đây là người da vàng, mình ở đây là Đông Nam Á, là châu Á, thì mình nghĩ cái cốt lõi trong những cái thông điệp, trong những cái chuyện nó liên quan đến chuyện đạo đức hồi nãy, thì nó là một phần mà mình nghĩ là bất kỳ mình làm cái nghề gì, chứ không hẳn là nghề rap, mình cũng phải nên cân nhắc cái đó để nó giúp cho cái cộng đồng của mình, người châu Á của mình, người Việt Nam mình, nó phát triển nó tốt hơn. Đó thì cái đó là cái mà em nghĩ là em đặt cao nhất, ưu tiên nhất khi mà nói về cái chuyện chăm sóc cộng đồng. Còn về cái câu của Hạo Nhiên hồi nãy khi hỏi á, thì em xin trả lời kéo qua đây cái đó là hồi xưa anh làm cắt tóc em biết mà đúng không? Anh học cắt tóc của một ông bình dân, xong rồi anh học của một bạn anh, xong rồi anh đi cắt tóc luôn, xong anh còn dạy người ta nữa, không có qua trường lớp gì hết trơn. Xong cái anh làm 4-5 năm cái anh chìm ra là vậy tại sao mình không rap? Kiến thức về rap mình nó còn nhiều hơn kiến thức cắt tóc của mình. Mình nghe rap từ hồi cấp 1 rồi, trong khi mình mới cắt tóc ở đây 4-5 năm rồi, mình dám đứng mình nhận mình là thợ, mình nhận mình là thầy, mình dạy người ta nữa. Vì rap quá đơn giản, nhưng mà mình chỉ nghĩ trong đầu mình thôi, đúng không? Mình làm mình phải làm. Thì cái chuyện cắt tóc mục đích nó là để làm đẹp cho người khác, để kết nối với người khác, để chăm sóc người khác. Thì cái rap mình cũng phải giống vậy. Đối với anh nghĩ vậy, mình cũng phải chăm sóc những người Việt của mình, người châu Á của mình, người da màu của mình. Thì như cái cách mà họ người da màu người ta làm thôi, người ta cũng chăm sóc nhau, mình cũng vậy. Thì cái đó là nghĩ nó thỏa mãn được cái ý của mình. Cảm ơn mình đã trả lời là câu hỏi. Thì câu hỏi cuối cùng mình xin ưu tiên cho bạn này, tại vì ekip của mình nãy giờ có nói là bạn này giơ tay nãy giờ rồi mà không được gọi, thì mình xin phép được ưu tiên câu hỏi cuối cho bạn này nha. Cảm ơn mọi người. Mình xin cảm ơn Phi Thiên Hóp ạ. Em tên là Vũ, em đến từ tổ đội TFS. Em có một câu hỏi cho anh Thanh Duy là một sản phẩm mình làm ra, mình muốn tiếp cận được nhiều người, thì mình phải truyền thông như thế nào thì mới gọi là hợp lý? Ý em muốn hỏi là về cái ý tưởng truyền thông hay là cái kênh truyền thông? Ý tưởng truyền thông. Như thế nào là hợp lý? Em có thể làm rõ cái ý này ra không? Là có một số sản phẩm mình làm ra, mình cũng có truyền thông là các kiểu, nhưng nó lại không đạt được hiệu quả. Nó chỉ còn mất thời gian, phí, tiền và nhiều vấn đề khác, thì làm thế nào mới gọi là truyền thông hợp lý, ý tưởng như thế nào, truyền thông hợp lý? Này, anh nghĩ em hỏi sai người. Ba anh em ở đây cho ba thương hiệu Green Sea gì đó. Tại Green Sea thật ra là thương hiệu đồng hành thôi. Còn ở đây sở hữu những cái sản phẩm như điều viêm, thì mọi người ở đây sẽ có những cái con đường truyền thông đúng đắn. Vậy cho em xin được phép hỏi anh Duy, anh Bê được. Thưa em ngồi xa, em thấy ngón tay anh chỉ đúng không? Rồi là trong ba người ngồi ở đây thì anh cũng như anh Duy thôi. Anh là những người cuối cùng em có thể hỏi câu hỏi này. Nếu mà anh biết cách truyền thông sản phẩm rap thì anh đi làm sẽ chim bơ em. Mong lớn là như vậy. Nhưng mà nói về mình nếu mà mình đã buộc phải ngồi ở đây với nhau trong tình thế như này rồi, thì anh nghĩ là thứ nhất là giờ em kể cho anh 5 bài nhạc rap em thích nhất đi. Bất kể
Một đêm nữa thôi của MCK. Ok, một. Và Angel của Fiso. Tiếp. Không phải là một bên line đấy. Có một bài của anh Hà Lơn mà thật ra cũng qua luôn à. Còn bài này á à. Thì mình tạm dừng với nhau ở ba bài nhạc. Thế em thấy cách truyền thông của ba bài nhạc đó có bài nào giống bài nào không? Ừ. Gì chứ anh dám chắc là vì có một bài của anh Hà Lê thì anh Hà Lê của bọn anh là một người gần như là không hề làm truyền thông gì cho sản phẩm. Tức là mình nói như thế để mình vượt ra một cái câu chuyện là cái cách làm sao để đưa cái sản phẩm mình đã đóng gói thành phẩm đến người nghe, đó là câu chuyện của mỗi người nghệ sĩ. Có những người họ làm, có những anh em chuyên nghiệp làm rất bài bản, thậm chí trước khi làm sản phẩm một tháng là mình đã thấy họ lập đập chạy ở truyền thông rồi. Những cái post trên mạng xã hội hoặc là teaser, hoặc là có MV, những khách mời featuring vào đăng story những thứ. Nhưng mà vẫn có những bài rapper người ta làm, người ta chỉ share. Thậm chí có một bài rapper bây giờ tên rap name của số 9, ông share nhạc của một chửi thôi. Giờ chửi ra nhạc cái SoundCloud, không dám ra nhạc YouTube. Người ta vẫn vào nghe. Một rapper nào đấy, thế thì nói như thế để biết là cách đưa sản phẩm mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Cũng là mình có gì thôi. Chứ còn bây giờ, bỏ giả sử bây giờ anh đây đương tháng 1.5-2 triệu, em bảo bỏ 40 triệu đi báo thì không phải điên. Đúng không? Còn nếu mà đối với một người mà họ ví dụ như họ sinh ra trong gia đình không đến tuổi khó khăn cho lắm, ngày bố mẹ cho 10-20 triệu tiêu vặt, thì em bảo họ là bắt họ đi đến từng người, họ gửi link nhạc, họ bớt cái group, họ lùi kiểu vậy. Anh nghĩ như vậy, tức là mỗi người họ sẽ có một cách riêng, quan trọng là em có cái gì. Còn nếu như mà em không đủ giỏi, em hoàn toàn có thể thuê người làm cho em được. Thì vấn đề là em phải có gì. Còn ít nhất là một nụ cười thật tươi em nhé, chúc em vui. Thì mình trả lời câu hỏi của anh Robbie cũng để dẫn đến những giây phút cuối cùng của buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì rất tiếc khi mà chúng ta không thể đến với phần giao lưu văn nghệ, tại vì trời mưa nó làm delay khá là nhiều thứ. Thì và những cái vấn đề của các bạn newbie thì mình cũng không thể nào mà nói hết, chỉ cho vỏn vẹn trong 2 tiếng ngồi nói chuyện với nhau thế này. Nên là hẹn gặp các bạn ở số sau của buổi tọa đàm hip hop của Vĩ Hop. Và một lần nữa mình xin thay mặt Vĩ Hop gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ là Authority, Thế Giới Gear, Sinh Đây 420, Trạm Tabu và Dream DC. Lời cảm ơn đến các khách mời là anh Minh Lai đến từ Under The Hood, anh Đà Viên đến từ Infamous, anh Nguyên từ Dream DC và anh Gonzo đến từ Angel. Vĩ Hop có một vài phần quà tinh thần dành cho bố anh. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình và theo đuổi hip hop. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tọa đàm tiếp theo.